duy thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài của tác giả hoàng kiên và tác giả hoàng kiên thì đã gắn bó với kênh rất là lâu rồi thời gian gần đây thì hoàng kiên đã đổi cái cách viết của mình sang những cái câu chuyện vừa mang yếu tố ma mị kinh dị lại thêm vào đó là những yếu tố chính thám phá án và các câu chuyện liên quan tới chủ đề chính thám kinh dị phá án thực sự luôn làm thuận rất ấn tượng và câu chuyện ngày hôm nay quý vị Hãy thử đón nghe, sau đó nói lên cảm nhận của mình nhé. Nhật trở về Hà Nội sau nhiều năm sống và làm việc tại nước ngoài. Anh đã đi nhiều nước, qua nhiều nền văn hóa khác nhau, học hỏi được từ nước bạn rất nhiều kiến thức bổ ích, mà anh nghĩ rằng khi về quê hương, anh có thể áp dụng vào cuộc sống một cách hợp lý sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận về tiền bạc nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ còn hiện tại thì việc đó không dễ như trong tưởng tượng một chút nào ngồi trên máy bay nhiều giờ đồng hồ nhật đã cảm thấy cơ thể anh lúc này thật sự mệt mỏi anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh không bị làm phiền bởi bất kỳ tiếng ồn nào nhật muốn ngủ một giấc thật ngon ra tới sảnh sân bay ngay lập tức nhật đảo mắt tìm cho mình một chiếc taxi và thật nhanh mở cửa ngồi vào trước ánh mắt ngạc nhiên của tài xế. Anh đi đâu vậy? Một khách sạn nào đó thật yên tĩnh, ở đâu cũng được, anh cứ chọn giúp tôi một cái đi. Được thôi. Anh tài xế còn muốn bắt chuyện nhưng chưa kịp nói thì Nhật đã nằm gục sang một bên, đầu chạm cửa kính xe mà ngủ. Bộ chuyến bay vượt rồi, làm anh ta mệt tới mức này cơ à? Anh Tài tự hỏi rồi quay người lên cho xe lăn bánh. Địa điểm anh ta chọn cho vị khách ngủ ly bì trong suốt cả hành trình chính là một nhà nghỉ, thay vào một khách sạn như anh ta yêu cầu. Nhà nghỉ Nhật há miệng, hai mắt không giấu được sự ngạc nhiên, khi lúc này anh đứng trước một nhà nghỉ, nhưng không đến nỗi tệ cho lắm. Xin lỗi ông anh đây, thật là tôi không nghĩ được ở đâu có thể yên tĩnh hơn ở nhà nghỉ này. Nếu anh muốn yên tĩnh, tôi có thể đảm bảo nơi này không làm anh thất vọng. Nhật cầm lấy hành lý rồi đi vào trong, đứng tại quầy lễ tân. Lúc này là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, nước da trắng và đôi mắt tròn, cái miệng với nụ cười đẹp không còn gì để diễn tả. Anh muốn đặt phòng không ạ? À? Tất nhiên. À, cô giúp tôi đặt một phòng đi. Tôi cần yên tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh thì không khó. Đây là chìa khóa và số phòng trên thẻ đó ạ. À? Anh làm ơn để lại thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nhé. Làm thủ tục xong, nhặt lên cầu thang tìm số phòng in trên tấm thẻ. Anh đứng trước cửa lấy chìa đưa nhanh vào ổ khóa. Cửa phòng được mở. Ngay giây phút này, một mùi hương vô cùng dễ chịu đã thật sự làm anh cảm thấy ấn tượng. Thật không ngờ, một nhà nghỉ lại có thể có một không gian tuyệt hảo đến mức này. Tốt lắm đúng là không làm tôi thất vọng, đáng khen cho anh tài khi nãy. Bỗng rầm một tiếng, một người mới vừa vào trong căn phòng bên cạnh. Tiếng động mạnh vừa rồi là tiếng cô gái đóng cửa. Với hành động đó của cô ta, nhận đoán được người này đang tức giận. Anh vào trong phòng mình cởi đồ, đi nhanh vào phòng tắm, xả nước, lau khô người, rồi trở ra với một bộ đồ ngủ có chất vải làm cho người mặc cảm thấy vô cùng dễ chịu nhật đặt lưng xuống giường là ngủ ngay anh ngủ không biết thời gian là gì phải tới tối muộn mới mở mắt ngồi dậy trong phòng tối đen như mực một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua cửa sổ đang được đóng kín phải khó khăn lắm nhật mới mở được công tắc trên tường làm bóng đèn được bật sáng anh nghe thấy cô gái kỳ nấy đang nói chuyện bên ngoài giọng điệu vô cùng giận dữ phải tôi sẽ mua căn biệt thự đó nhưng giá cả thế nào Sao? Như thế là quá đắt rồi. Giá đó quá cao, làm sao tôi có thể mua được? Không hạ xuống được nữa sao? Nhật lẩm bẩm. Thì ra là cô ta tức giận vì giá của căn biệt thự. Con gái gì mà nóng tính như hổ vậy? Cũng may là mình chưa có bạn gái. Chứ nếu có mà gặp phải một cô gái giống cô ta thì đúng là mệt mỏi. Được, nếu anh có thể nói giúp tôi. Được, Ông ta chịu giảm giá xuống mức hợp lý, tôi sẽ mua. Tôi sẽ mua. Nói rồi, cô gái tắt máy, điện thoại trong tay dường như đang trở thành nạn nhân của cơn giận dữ. Nó được ném thẳng vào tường không một chút thương tiếc. Xem ra, với giá trị của nó không làm cô gái kia phải cân nhắc. Nhận đi tới đứng trước cửa phòng bên cạnh, anh đưa tay lên ấn chuông và cô gái kia thật nhanh đi tới mở cửa. Anh tìm ai? Tôi tìm cô tôi không quen anh tôi cũng đâu có quen cô chỉ là tôi muốn sang đây xin cô giúp tôi một việc việc gì anh nói đi tôi đang rất bận không có làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu nói đi anh muốn tôi giúp việc gì nghe cô nói điện thoại có phải cô đang muốn mua một căn biệt thự có phải thế không cô gái nhìn nhật bằng ánh mắt thăm dò quan sát anh chàng đứng trước mặt từ đầu tới chân cô gái hỏi anh muốn mua một căn biệt thự giống tôi sao? Nhật đúng là có ý này. Nếu cô gái không thể trả được giá do chủ căn biệt thự kia yêu cầu, anh có thể trả cho ông ta giá đó. Đúng vậy. Tôi có thể cùng cô tới xem căn biệt thự đó được không? Vừa rồi nghe cô nói chuyện điện thoại, tôi có hứng thú muốn được xem căn biệt thự đó. Cô gái nói. Xem qua thôi sao? Tôi đang nghĩ anh muốn dành mua từ tôi thì đúng hơn nhật lấy trong túi ra một mảnh báo được cấp gọn nội dung làm cô gái đứng đối diện hết sức ngạc nhiên tôi về nước là vì căn biệt thự này chủ nhân đang rao bán rất gấp ở đây ghi là giá cả có thể thương lượng không biết cô có hứng thú với căn biệt thự trong bài báo này chứ cô gái cầm mảnh báo trong tay của nhật lên xem hai mắt dán vào đó miệng nói liên hồi trùng hợp tới vậy sao đúng là căn biệt thự này chủ nhân của nó đang giao bán Người đại diện ông ta khi nãy còn nói chuyện điện thoại với tôi Nhưng mức giá ông ta muốn thật là bất lợi với tôi Làm sao mà tôi có thể mua với giá đó được Ông ta bán bao nhiêu? 45 tỷ Giá đó đúng là hơi cao Không thể thương lượng được sao? Không Lại nhất là ông ta nói căn biệt thự của ông ta rất đặc biệt Nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì đúng là tôi phải đến xem tận nơi Bao giờ cô đi? Có thể cho tôi đi cùng được không? anh cũng muốn tới đó. Nhưng nếu là muốn tranh mua căn biệt thự đó với tôi, thì xin lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được đâu. Nhật cười đáp lại câu nói có chút rẻ trường đối phương của cô gái kia. Ý tôi không phải là muốn tranh mua với cô cho bằng được. Tôi chỉ là đang muốn tới xem căn biệt thự đó. Tôi hứa với cô, nếu ông ta hạ xuống mức giá cô có thể mua, thì tuyệt nhiên tôi sẽ không tham gia vào. Nhưng nếu cô không mua được, Vậy thì tôi sắp mua căn biệt thự đó. Cô thấy sao? Cô gái gật đầu. Được thôi, nếu anh muốn tới đó xem thì sáng mai có thể đi cùng tôi. Tốt lắm, cảm ơn cô. À, còn nữa, có việc này cô giúp tôi được chứ? Anh phiền phức quá vậy. Cô đừng làm ồn như lúc nãy được chứ? Tôi vừa phải ngồi nhiều giờ trên máy bay, hiện tại tôi đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi. Được thôi thật không ngờ tôi và anh lại chọn nơi này để nghỉ ngơi cơ đấy. Đúng là tôi và anh có duyên nên mới gặp nhau ở đây đúng không?" Nhật tò mò. "Duyên gì chứ?" Cô gái cười rồi gạt đi. "Không có gì, khi nãy tôi hơi nóng tính nên hành động thiếu suy nghĩ nên mới làm ổn ảnh hưởng tới anh rồi. Cho tôi xin lỗi vậy. Giờ anh có thể về phòng của mình được rồi chứ? Đến lúc tôi cần phải ngủ rồi." Nhật vui vẻ gật đầu trước thái độ có phần cởi mở hơn của cô gái. Anh quay người đang tính là xuống tầng hỏi lễ tân xem có gì lót đầy cái dạ dày đang đói của anh hay không. Thì bất ngờ cô gái gọi giật lại. "Khoan đã, anh tên gì?" "Tôi là Nhung." "Rất vui được làm quen với cô, tôi là Nhật." "Thôi cô ngủ sớm đi, sáng mai nếu được thì rất mong được mời cô cùng ăn bữa sáng." "Được thôi, vậy hẹn anh 7 giờ sáng mai." Ok Nhung đóng cửa phòng mình lại Cô trở vào giường nằm Nghĩ lại lúc nãy khi nói chuyện với người đại diện của căn biệt thự Cô đã có chút nóng này không kiểm soát được cảm xúc Cô thầm cảm ơn Nhật Vì anh đã giúp cô có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân Hai mắt nhắm lại Nhung nằm thêm một lúc thì ngủ lúc nào không hay Nhật xuống tới sảnh Đứng trực đêm tại quầy lễ tân lúc này Là một người đàn ông tuổi có thể đã ngoài 50 Thấy anh đi đến người này khẽ hỏi Cậu không ngủ được sao? Phòng không có vấn đề gì chứ? Nhật lắc đầu đáp lại Không à, phòng rất sạch sẽ Hơn nữa lại rất thoải mái Cháu xuống vì muốn hỏi xem có gì ăn được không Tại cháu cũng đang đói quá À, có đấy Cậu muốn ăn gì? Đây, cậu chọn món đi Một danh sách đồ ăn được đẩy tới trước mặt của Nhật anh đứng nhìn vào trong mất khoảng vài phút là đã chọn cho mình được một vài món ưng ý. Chọn món xong, người đàn ông trực trong quầy nói Cậu lên phòng đợi tôi làm đồ nhé, lát xong tôi sẽ mang lên phòng cho cậu. Vậy cảm ơn chú nhiều rồi. Không có gì, công việc của tôi phải làm mà. Nhận thấy người trực đêm tại nhà nghỉ này rất thân thiện, lại thêm chu đáo làm anh rất hài lòng. Anh thầm nghĩ thật không ngờ. Một nhà nghỉ mà lại có thể chiều lòng khách một cách chu đáo như thế này thì đây là mới gặp lần đầu. Trở lại phòng của mình, Nhật bật phim lên xem giải trí cho đỡ chán trong thời gian chờ người đàn ông kia làm đồ ăn. Hơn nửa giờ sau thì tiếng chuông cửa khẽ vang lên làm cho Nhật giật mình. Anh rời khỏi ghế đi nhanh ra mở cửa. Một khay đồ ăn nóng bốc khói, thơm nước mũi được người bên ngoài đưa tới trước mặt. Người mang lên không phải là ông chú trực tại quầy lúc nãy mà là một cô gái đồ ăn của anh đây ạ à? nhanh vậy sao? cảm ơn cô cô cũng trực đêm sao vâng em trực để có khách trả phòng thì sẽ lên lau dọn thường vẫn có hai người trực cùng một ca anh ạ à ra à, vậy vậy phiền cô chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông chú dưới quầy lễ tân nhé vâng được ạ à. chúc anh ngon miệng em xin phép xuống làm việc tiếp ạ à? À vâng, cô cứ đi làm việc của mình tiếp đi. Cô nhân viên mới vừa đi ra khỏi thì cửa phòng bên cạnh mở ra. Nhung đi ra khỏi phòng, thấy Nhật đứng trước mặt cùng với một khay đồ ăn trên tay thì liền đi tới đứng trước mặt anh ta. "Trời, sao nhiều món ăn ngon quá vậy? Anh không phiền nếu tôi cùng ăn với anh chứ hả?" "À, tất nhiên là được rồi. Có cô ăn cùng tôi cũng vui hơn. Vậy mời cô sang đây." Ây, à, vậy tôi không khách sáo nhé, tôi cũng đang đói quá trời. Nhật ấn tượng trước một cô gái có cá tính vô cùng đặc biệt. Nhung thu hút anh từ ngoại hình cho đến tính cách. Ở cô gái xinh đẹp này có một cái gì đó anh khó mà có thể diễn tả được bằng lời. Ngồi ăn cùng nhau tới cuối bữa, Nhung chợt đặt cho Nhật một câu hỏi. Anh Nhật này, tôi hỏi một câu nhé. Không biết tại sao anh lại chú ý tới căn biệt thự đó vậy? Thiếu gì căn đẹp hơn Tại sao anh không chọn mà cứ phải là căn biệt thự cũ này chứ Nhật đặt đũa xuống bàn Đưa khăn lên lau miệng Lúc này mới tự tốn đáp À Biết thể nào cô cũng thắc mắc như vậy Tôi sẽ kể cho cô nghe Tại sao tôi lại có hứng thú với căn biệt thự cũ đó nhé Được vậy thì tốt quá Anh mau kể đi Ba năm trước khi Nhật còn đang sống và làm việc tại Nhật, tại Việt Nam bố mẹ anh đang tranh mua một căn biệt thự từ một người đàn bà. Bố của Nhật là ông Thịnh, một doanh nhân thành công trong mọi lĩnh vực mà ông chạm tay tới. Và một ngày cuối mùa đông lạnh giá, ông nhận được một cuộc điện thoại từ một người đồng nghiệp cấp dưới. Anh ta là Toàn, có thể coi là cánh tay đắc lực của ông Thịnh ngày đó. "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì mà sớm vậy?" 4 giờ sáng. Cả ông Thịnh và vợ là bà Ánh đều bị cuộc gọi đột ngột của Toàn đánh thức. Bà Ánh biết công việc của chồng thường luôn gặp phải những tình huống như này, nên không có phản nàn gì, chỉ im lặng nằm cạnh bên chồng. Giọng nói gấp gáp của Toàn trong điện thoại. Sếp ơi, hỏng rồi, khả năng chúng ta không thể mua được căn biệt thự đó rồi. Ông Thịnh ngạc nhiên vội hỏi lại. Sao thế? Không phải chúng ta đã đặt cọc tiền cho họ rồi đó sao? Tại sao lại không bán cho chúng ta vậy? Việc này cháu cũng không rõ nữa Cháu mới vừa được gọi điện báo Nên không thể đợi đến sáng mà gọi cho sếp ngay Cháu biết làm phiền giấc ngủ của chú Nhưng nếu không báo thì trong người cháu khó chịu lắm ạ Toàn nói đúng Con người anh ta là vậy Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày Nếu có việc mà không nói ngay Thì trong người quả đúng là bứt rứt khó chịu Ông Thịnh hít một hơi thật sâu Như thể ông đang muốn giúp bản thân bình tĩnh trở lại không có bị cuốn theo sự mất bình tĩnh của toàn. Ông nói bằng giọng điệu không có quá khẩn trương. "Được, cậu bình tĩnh lại đi đã, giờ còn quá sớm. Chúng ta không thể gọi điện hay tới nhà gặp mặt làm phiền giấc ngủ của người ta được." Cậu cố bình tĩnh lại rồi đợi cho tới 8 giờ sáng mai. Lúc đó tôi và cậu sẽ cùng tới nhà nói chuyện với bà ta. Toàn nhìn lên đồng hồ, đúng như lời cấp trên của anh ta nói. Giờ mà tới gặp mặt chủ căn biệt thự thì đúng là sẽ làm mọi việc trở nên khó thương lượng hơn. Vâng, vậy cháu nghe lời chú. Sáng mai 7 giờ 30 phút cháu sẽ tới đón chú cùng đi ăn sáng. Xong thì cũng tới đó gặp mặt bà ấy để nói rõ việc này. Ông Thịnh đồng ý liền đáp. Đúng vậy, chúng ta phải bình tĩnh. Phải để cho họ thấy chúng ta không gấp. Chỉ như vậy mới dễ bàn bạc việc giá cả. Toàn tắt máy, ông Thịnh ngồi xuống ghế gương mặt tỏ ra không mấy hài lòng thấy ông vậy bà ánh rời khỏi giường đi tới ngồi xuống bên cạnh chồng nhìn ông thịnh bà ánh hỏi nhỏ có chuyện gì không may mắn sao ông thịnh thở dài trả lời vợ cũng không phải là việc gì to tát chỉ là chủ nhân của căn biệt thự đột nhiên không muốn bán cho chúng ta với mức giá đã thỏa thuận trước đây bà ánh lo lắng hỏi vậy thì sao được rõ ràng chúng ta đã đặt cọc tiền rồi đó sao giờ bà ta trở mặt thì phải chịu trách nhiệm với việc này không phải sao ông thịnh nói đúng là trong bản hợp đồng có nói rõ nhưng chúng ta chưa thể biết chắc chắn có đúng là bà ta trở mặt hay không mọi việc phải đợi tới sáng đến gặp mặt nói chuyện một lần rõ ràng mới có thể xác định rõ ràng việc này được bà ánh thấy nét mặt của chồng lo lắng cũng thầm hiểu rằng ông nhất định phải mua căn biệt thự đó cho bằng được bà đặt nhẹ bàn tay mình lên tay của chồng nói nhỏ việc đâu còn có đó sự này có bao giờ ông muốn mua căn hộ hay mảnh đất nào mà ông không mua cho bằng được nhiều lúc cũng phải gặp một chút khó khăn ông ạ à? thôi muộn rồi ông tranh thủ ngủ thêm một lát đi đằng nào sáng mai cũng tới gặp bà ấy rồi tới lúc đó lựa lời bàn tiếp coi sao ông thịnh gật đầu đáp bà nói cũng đúng bà vào ngủ trước đi hút xong điếu thuốc tôi sẽ vào ngay bà anh gật đầu rồi đứng dậy trở về giường nằm bà không biết ông Thịnh vào ngủ lúc nào chỉ biết là khi bà tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng xe ô tô của Toàn đánh lái đi khỏi rồi ngồi trong xe ô tô ông Thịnh hỏi Toàn cậu gọi được cho bà ta chưa Toàn lắc đầu đáp chưa ạ sáng cháu có gọi nhưng máy bà ấy thuê bao. thôi, giờ xếp với cháu để ăn cái gì đã, vẫn còn sớm. cháu có gọi cho ông Phong rồi, ông ta được ủy thác của bà Hạnh rồi. ông ta nói lát sẽ tới căn biệt thự gặp chúng ta. còn nữa, ông ấy nói sẽ liên hệ với bà Hạnh giúp chúng ta nữa. ông Thịnh nói. vậy thì được rồi. này bụng dạ tôi khó chịu chắc không ăn được đâu. lát cậu vào quán ăn đi, tôi đợi ngoài xe toàn theo ông thịnh làm việc đã nhiều năm nên anh hiểu rất rõ tính cách của ông trong hay ngoài công việc ông đã nói là không thay đổi dù người khác có nói gì nên nghe thấy ông thịnh nói không ăn là toàn không có hỏi lại nữa anh đỗ xe sát vào lề mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào quán tám giờ ông thịnh và toàn đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự cũ đúng là căn biệt thự này không có gì là đặc biệt nhưng không hiểu lý do gì mà nó lại có một sức hút không hề nhỏ với dân bất động sản thời bấy giờ một người đàn ông đeo kính mát đi nhanh từ bên trong ra mở cổng đứng trước mặt ông thịnh và toàn lúc này là ông phong người được bà hạnh ủy thác hoàn toàn việc bán căn biệt thự mỗi khi bà bận không có nhà ông phong mở rộng hai cánh cổng lớn để toàn đánh xe vào sân ông ta quay mặt sang hỏi ông thịnh bác thịnh có việc gì mà hôm nay bác tới đây sớm vậy Sáng em có nhận cuộc gọi của cậu toàn đây mà em hết sức ngạc nhiên. Ông Thịnh cau mày lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không biết vì sao tôi tới đây sớm vậy thật không? Ông Phong liền gấp gáp hỏi lại. Bác hỏi em câu này là có ý gì ạ? À? Tại hợp đồng đã được ký rồi, chỉ còn chờ công chứng một số giấy tờ nữa thôi, là căn biệt thự này sẽ thuộc về bác rồi không phải sao? Ông Thịnh thở dài đáp. <laughs> tôi tới đây cũng vì chuyện này không phải là đã thỏa thuận về giá cả rồi sao tại sao đột nhiên bà ấy lại muốn hủy hợp đồng không muốn bán căn biệt thự này cho tôi nữa là thế nào bà hạnh có ở đây không tôi muốn nói chuyện với bà ấy toàn mới đỗ xe xong lúc này quay lại đứng sau lưng ông thịnh nghe chủ mình đặt câu hỏi vậy thì liền nói với người đàn ông tên phong kia đúng đó đêm qua tôi nhận được tin nhắn của bà hạnh nói là không muốn bán căn biệt thự cho chúng tôi với mức giá trong hợp đồng hơn nữa bà ấy nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình còn bồi thường cho chúng tôi nữa mà sáng nay gọi điện cho bà ấy cũng không được vì thế mà xếp cháu muốn tới đây gặp mặt bà ấy nói cho rõ ràng ông phong nghe vậy mặt biến sắc ông ta tỏ ra lúng túng việc này thật sao ạ à? ông thịnh và toàn đều bất ngờ trước thái độ của ông phong ông thịnh hỏi anh không biết việc bà ấy muốn hủy hợp đồng sao ông phong lắc đầu đáp dạ không ạ à. chị ấy đâu có nói gì với em em cũng mới vừa đến thôi vừa mở cửa vào nhà tính gọi chị ấy dậy mà các anh tới nên chưa kịp gọi mà đi ra đây mở cửa rồi toàn tò mò hỏi bà hạnh vẫn còn ngủ chưa có dậy sao ông phòng gật gật đầu đúng thế thường chị hạnh vẫn dậy muộn như vậy tại căn bệnh mất ngủ thâm niên mà phải tới gần sáng nên mới ngủ được cũng vì anh mà cậu đây gọi điện đến nói là đến gặp nên em đang tính đánh thức chị ấy dậy đây. Ông Thịnh liền nói vậy chúng ta cùng gọi bà ấy dậy. Tôi cần phải nói rõ ràng với bà ấy tiền bạc với tôi không quan trọng. Bà ấy muốn lên giá tôi đều có thể chấp nhận. Ông Phong nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của bà Hạnh thì thấy cửa sổ đang trong tình trạng mở cả hai cánh. Sao lạ vậy? Toàn thấy thế liền hỏi sao vậy ạ? À? ông phong mắt vẫn không rời cửa sổ phòng ngủ của bà hạnh mà trả lời câu hỏi của toàn từ trước đến giờ đâu thấy chị ấy mở cửa sổ phòng ngủ bao giờ sao hôm nay lại nói tới đây ông phong chạy vội vào trong biệt thự ông thịnh và toàn thấy vậy thì liền đi nhanh theo sau vào trong chị hạnh chị có ở trong đó không chị hạnh ơi ông phong đập cửa miệng không ngừng gọi lớn để đánh thức bà hạnh nhưng lạ là đập cửa thế nào gọi hết hơi cũng không gọi được bà ta mở cửa toàn liền nói sao vậy bà ấy đi ra ngoài rồi chăng ông phong lắc đầu chắc là không đâu xưa tới giờ tôi là người đưa chị ấy đi là chính đi đâu cũng sẽ gọi điện báo tôi tới đón không bao giờ tự mình ra ngoài ông thịnh nói vào nhớ hôm nay bà ấy có việc ra ngoài sớm sợ cậu đang ngủ nên không gọi điện báo vì sợ làm phiền giấc ngủ của cậu thì sao Toàn đồng tình nói cũng có thể lắm chưa ông phòng liền đập cửa được gọi lớn thêm một lần nữa nhưng kết quả thì vẫn vậy không nghĩ nhiều ông ta bước lùi lại phía sau lấy đà dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng làm cánh cửa phòng bật vào bên trong phát ra tiếng động lớn bên trong phòng lúc này đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn việc làm cả ba người hết sức ngỡ ngàng chính là thấy bà hạnh nằm trên giường hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà từ mặt cho tới chân chỗ nào cũng toàn là máu Chị Hạnh, chị làm sao thế này chị ơi Ông Phong hét lên rồi chạy lao tới muốn đỡ bà Hạnh dậy Nhưng chưa kịp làm hành động đó Thì đã bị ông Thịnh đưa nhanh tay tới kéo lại Anh đừng động vào bà ấy Cũng đừng chạm vào bất kể một đồ vật nào trong phòng này Bà ấy chết rồi Đúng như lời ông Thịnh nói Bà Hạnh đang nằm trên giường lúc này chỉ còn là một cái xác ông quay qua nói với toàn: cậu mau gọi điện báo cảnh sát tới đi. vâng. toàn bấm số đường dây nóng gọi đi. một nam cảnh sát nhận được cuộc gọi và được anh thông báo toàn bộ sự việc đang xảy ra tại căn biệt thự. ông thịnh bột miệng hỏi một câu: không có lý nào bãi lại tự sát chứ. kể tới đây nhật khát khô cổ họng, anh đưa tay nhanh tới cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống. nhung liền hỏi rồi sau đó có chuyện gì xảy ra vậy nhật đặt lại cốc nước xuống mặt bàn anh bắt đầu tiếp tục kể lại sự việc kinh hoàng đã từng diễn ra trong quá khứ mà anh được nghe kể lại không phải là bố anh mà là ông toàn người chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm đó ngay sau khi sự việc xảy ra trong người biệt thự được toàn gọi điện trình báo lực lượng cảnh sát khu vực ngay lập tức đã có mặt họ tiến hành khám nghiệm tử thi ra soát một lượt toàn bộ bên trong phòng ngủ nhưng ngoài vật nhọn là một con dao nhỏ nằm trong tay bà hạnh ra thì không còn hung khí nào khác cũng chính vì vậy cảnh sát chứng minh và đưa ra kết luận cuối cùng rằng bà hạnh không phải bị sát hại mà là tự sát nhung lắc đầu dễ dàng như vậy thôi sao tôi thấy có gì đó không đúng nhật vội đặt câu hỏi cô thấy không đúng không đúng ở điểm nào vậy nói nghe thử xem nhung ngẫm nghĩ miệng bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong đầu cho Nhật nghe. Thứ nhất là một người đàn bà đang trong giai đoạn thành công như bà Hạnh thì không dễ gì bỏ lại tất cả mọi thứ vì vất vả lắm mới có được để tìm đến cái chết. Nhật gật gù, nhung nói tiếp. Thứ hai, nếu là bà Hạnh tự sát thì đâu cần thiết bãi phải chọn cách tự mình dùng dao nhọn đâm nhiều nhát trên cơ thể để làm gì? trong khi bãi có thể dùng con dao đó một nhát là có thể chấm dứt cuộc sống này rồi. Nhật ngăn lời Nhung. Đúng, về điểm thứ hai cô mới nói, tôi cũng có suy nghĩ giống như cô vậy. Nhưng có một việc tôi chưa rõ. Nhung hỏi. Chưa rõ chỗ nào? Nhật đáp lại. Ở chỗ cô mới vừa nói đó, bà ta rõ ràng là có thể dùng con dao đó một nhát chí mạng kết liễu đời mình là được rồi. cớ sao lại phải hành hạ thể xác mình một cách dã man như thế để tìm cái chết chứ? Nhung gật đầu lên lịa nói tiếp Đúng thế Còn điểm thứ ba nữa mà tôi chưa có nói xong Anh có nhớ lúc trước khi phát hiện ra bà Hạnh chết trong phòng Ông Phong có phát hiện ra một chi tiết là cửa sổ phòng bà ấy lúc đó đang được mở Nhật gật đầu À đúng thế Nhung nói thêm Có thể trước khi chết bà ấy đã gặp một người nào đó trong phòng thì sao Và rất có thể người đó là đàn ông Nhật vỗ tay rồi hỏi cũng rất có lý nhưng sao cô biết người bà ta gặp là đàn ông đừng có nói với tôi là trực giác của cô mách bảo của điều đó đấy nhé nhung gạt đi đừng đùa tôi đang nói với anh nghiêm túc đó bởi vì sao tôi biết người bà ấy gặp là đàn ông chính là vì vị khách này hút thuốc anh cũng biết rồi phụ nữ chúng tôi đặc biệt rất ghét mùi thuốc lá mà nên hễ mà trong phòng có mùi thuốc là cửa sổ sẽ được mở ra hết giúp phòng thoáng khí hơn nhật đợi cho nhung nói hết câu anh mới nói thêm thật ra cô nói đúng nhưng tôi còn nhớ ngày hôm đó qua lời kể của chú toàn thì trong phòng của bà hạnh lúc đó không có mùi thuốc lá ngược lại nếu có khách vào phòng thì rất có thể dấu chân đã được hắn xóa sạch sau khi xuống tay sát hại bà ta như vậy hắn đã xóa bỏ toàn bộ dấu vết tại hiện trường và tạo một hiện trường giả rằng bà hạnh đã tự mình dùng dao đâm vào người cho tới chết nhung cười nhạt nếu mà như cảnh sát nói vậy thì hóa ra bà ấy bị bệnh tâm thần. Anh có thấy một người mắc bệnh tâm thần nào mà lại có thể tài giỏi và kiếm được một khối tài sản nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi giống như bà ấy hay không? Nhật gật đầu. Đúng vậy. Chính vì vậy cho nên tôi đã rất có hứng thú với căn biệt thự này. Từ sau khi bố tôi qua đời, trong suốt nhiều năm qua tôi vẫn tin rằng tâm nguyện cả đời ông chưa thể hoàn thành chính là chưa mua được căn biệt thự đó nhung còn thắc mắc cần lời giải đáp liền hỏi có việc này tôi vẫn còn thắc mắc nhật hỏi ngay thắc mắc gì cô hỏi đi nhung gật đầu hỏi tại sao sau khi cảnh sát kết luận rằng bà hạnh tự sát vụ án tới lúc đó không phải là đã được khép lại rồi đó hay sao thế thì vì sao sau đó bố anh vẫn không thể mua lại căn biệt thự đó vậy nhật không ngờ anh đang ngồi trước mặt một cô gái trẻ hơn anh tới vài tuổi cô gái này có thể đặt một câu hỏi vào đúng điều anh băn khoăn suốt nhiều năm qua thẩm khâm phục cô gái tên nhung này nhật liền đáp câu hỏi rất hay lần này tôi về việt nam cũng chính là vì thắc mắc rằng vì sao năm xưa sau cái chết của bà hạnh mà bố tôi vẫn chưa thể mua được căn biệt thự tôi đang nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì đó thần bí xoay quanh căn biệt thự tôi thật sự muốn biết căn biệt thự này đang chứa đựng bí mật gì mà giá của nó không ngừng tăng lên một cách chóng mặt như vậy Nhung kéo tay Nhật lại rồi hỏi nhỏ Có khi nào căn biệt thự này có ma như lời đồn không vậy? Nhật tròn xe mắt Có ma? Cô nghe ai nói? Nhung nói Thiếu gì? Anh lên mạng trà là ra hàng tá những video nói về căn biệt thự này Và những hiện tượng tâm linh ma quỷ xoay quanh cái chết của bà Hạnh năm đó nữa Nhật tò mò Thật vậy sao? Cô có tin căn biệt thự thật sự có ma như lời đồn đó không? nhung nói bằng giọng dứt khoát anh nói gì mà nghe kỳ cục vậy nếu tôi sợ thì đâu có muốn bỏ một số tiền lớn là cả gia tài của bố mẹ để lại cho tôi ra chỉ để mua một căn biệt thự đã xuống cấp như vậy đâu nhật nói bằng giọng thăm dò nhung này nếu cô mua được căn biệt thự này cô có dám dọn vào trong đó ở không vậy nhung đã từng suy nghĩ về việc nếu mua được căn biệt thự là sẽ phải dọn vào sống trong đó này ngày nhật hỏi đúng vướng mắc khó giải quyết này nên cô không biết quyết định ra sao tôi chưa có chắc chắn rằng có dọn vào trong đó ở hay không nữa nhưng hiện giờ tôi vẫn đang phải đấu tranh tư tưởng và áp lực rất lớn nhật nói ra suy nghĩ của mình nếu cô không thể chắc chắn rằng sẽ dọn vào đó ở như cô mới nói vậy hay là cô hãy nhường lại cơ hội đó cho tôi được không nhung nghe lời đề nghị của nhật làm cô gái bất ngờ rơi vào hoàn cảnh khó nghĩ tôi nhưng mà tôi còn đang nhật nói nhanh nếu như chỉ vì cô muốn tìm hiểu bí mật trong căn biệt thự mà mua nó thì thật sự đây là một quyết định sai lầm của cô rồi tôi hứa với cô một việc nếu cô chịu nhường lại cơ hội sở hữu căn biệt thự cho tôi tôi sẽ để cô bên cạnh tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bí mật trong đó nhung cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi nhật cứ nghĩ rằng đặt ra một lời đề nghị lôi cuốn như thế thì cô gái ngồi đối diện anh sẽ đồng ý ngay chẳng ngờ nhung lắc đầu nói không được chúng ta còn chưa tới gặp ông phong đó mà đúng không vì thế chưa biết cụ thể giá cả có thể thương lượng xuống được hay không tôi sẽ không bỏ cuộc giữa trường đâu chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhìn nhanh lên đồng hồ treo tường nhật thấy vẫn còn sớm anh nghĩ cô gái cá tính này cần phải nghỉ ngơi thêm mới có đủ sức khỏe cho một ngày dài ở phía trước. Anh nói. Cô có cần ngủ thêm một giấc nữa không hả? Nhung lắc đầu. Không, khỏi đi. Anh buồn ngủ hả? Vậy nếu anh buồn ngủ thì tranh thủ ngủ đi. Tôi về phòng mình. Không đợi Nhật trả lời, Nhung đứng dậy nói thêm một câu cảm ơn dành cho Nhật về bữa ăn. Rồi cô quay người đi thẳng ra ngoài. Trở về phòng mình và đóng cửa lại. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau nhật đã đứng đợi nhung dưới sảnh cô gái ấy vừa xuống tới nơi nhật đi nhanh tới chắn ngay trước mặt hỏi cô ổn chứ hả ngủ vậy có ít quá không hay là cho cô thêm một giờ ngủ nữa cho đủ giấc nhé nhung lắc đầu đặt chìa khóa phòng lên quầy rồi đáp khỏi đi chúng ta đi ăn sáng rồi tới căn biệt thự cho đúng hẹn nếu hôm nay ông phong chịu hạ xá xuống mức khả năng tài chính của tôi cho phép thì nhất định tôi sẽ mua nhật gật gù cô suy nghĩ kỹ rồi chứ hả đến lúc mua rồi mà hối hận là không quay đầu lại được đâu nhé nhung quay mặt ra nhìn nhật anh vẫn còn nghĩ rằng tôi sợ à nhật thản nhiên đáp ờ à, tôi không có ý nói là cô sợ không phải cô nói rồi đó sao số tiền hiện tại cô đang có là toàn bộ gia sản bố mẹ cô để lại giờ cô đầu tư hết vào một căn biệt thự đã quá cũ hơn thế nữa còn lời đồn ma quỷ bên trong ngôi biệt thự như cô đã nói liệu rằng sau này cô muốn bán thì có phải là khó khăn rồi không đây là tôi muốn tốt cho cô nên mới nói nhật chưa nói xong thì nhung đã cắt lời anh bằng một giọng điệu dứt khoát hơn đêm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi đã quyết định sẽ mua căn biệt thự đó cho bằng được trừ khi ông ta không chịu hạ giá xuống để tôi mua mà thôi giá cao quá không mua được thì lúc đó mới tới lượt anh đi chiếc taxi do lễ tân gọi giúp cũng vừa hay đố lại trước sảnh cả hai dừng lại cuộc đối thoại để trả phòng rồi cùng nhau ra xe trên xe bắt đầu lan bánh đưa cả hai tới một nhà hàng dùng bữa rồi thẳng hướng đi tới căn biệt thự theo đúng giờ hẹn dừng trước cổng căn biệt thự cũ đây là lần đầu tiên nhật tận mắt nhìn nơi này ngoài đời thật khác hẳn với bức hình bố anh để lại sau khi qua đời thật không ngờ nhung thấy nhật nói như thế thì liền tò mò Thật không ngờ gì chứ Cũ quá hả Nhật lắc đầu Anh không nói về ngôi biệt thự Mà là cảm giác trong anh về nơi này Một bầu không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ căn biệt thự Làm cho nơi này càng trở nên huyền bí hơn trong suy nghĩ của Nhật Trước khi lên máy bay về đây Nhật quay qua nhìn Nhung lúc này đang tròn xem mắt Nhìn thẳng vào mặt anh không chớp mắt lấy một lần Ý tôi là về không khí ở đây kìa nhung cũng đang có một cảm giác lạ khi mới chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào nhưng thật nhanh cô tự chấn an bản thân và nói cứng anh đừng có nhát tôi tôi chẳng cảm thấy gì lạ cả nơi này bỏ hoang đã lâu nên cỏ dại mọc hơi nhiều hơn bình thường một chút thôi có thể là căn biệt thự này cũ quá nên cảnh vật ở đây tạo cho anh có cảm giác đó mà thôi tôi lại thấy ngược lại xem ra anh mới chính là người sợ căn biệt thự này chứ không phải là tôi Nhật im lặng không có muốn cãi với cô gái bướng bỉnh đang đứng bên cạnh. Đúng lúc này, một chiếc ô tô vừa hay đi tới, mở cửa xe bước ra là một người đàn ông tuổi đã ngoài 60. Người còn lại ra khỏi xe đến đứng cạnh là một người đàn bà tuổi tác cũng không kém người đàn ông kia. Hai người đi tới chỗ Nhật và Nhung đứng. Người đàn ông đưa bàn tay đã nhiều nếp nhăn tới trước mặt Nhật. Ông ta vui vẻ nói: "Chào hai người, tôi là Phong. Chắc cậu đây là con trai của ông Thịnh?" tên là nhật đúng không nhật gật đầu ngay anh đưa tay tới bắt tay người đàn ông đang đứng đối diện vâng cháu chào bác cháu là nhật ạ à? ông phong quay qua nhìn nhung đứng cạnh bên còn cô đây là nhung liền đáp lại cháu là người muốn mua lại căn biệt thự này mấy ngày trước cháu có nói muốn bác hạ giá xuống đó bác không nhớ sao ạ à? ông phong chưa có nhớ được ra thì người đàn bà bên cạnh lúc này mới lên tiếng là cô nhung mấy bữa trước có gọi điện nói muốn mua căn biệt thự nhưng giá cao quá nên không có đồng ý mà muốn thương lượng lại giá cả có phải không nhung cười tươi đáp ừ, vâng đúng rồi đúng là cháu đây ạ à? ông phong nói bà dương bà mau mở cổng đi để hai cô cậu đây còn vào tham quan còn về giá cả thì từ từ thương lượng Bà Sơn cật đầu rồi cúi mặt xuống tìm chìa khóa trong túi. Một chùm chìa khóa nhanh chóng được lấy ra ngoài. Cánh cổng lớn đã hoen gì lớp sơn bên ngoài bị bong gần hết, lúc này từ từ được mở rộng phát ra những tiếng động chói tai. Nhật đi theo sau ông Phú và hai người phụ nữ vào trong căn biệt thự, nhưng anh luôn có cảm giác có người đang quan sát anh từ một vị trí nào đó mà anh không thể nhìn thấy được. Trợ anh đứng lại quan sát một lượt xung quanh gian phòng lớn lúc này, chính là phòng khách. Nơi này không có người dọn dẹp sao?" Ông Phong thở dài đáp. "Trước đây thì có, nhưng hiện tại thì không ai làm công việc đó cả." Nhung nghe vậy thì tò mò hỏi. "Tại sao vậy bác? Bộ nơi này có gì đó đáng sợ tới mức làm cho họ không dám làm nữa đúng không ạ?" Bà Dương nói vào. "Thật ra từng có người tận mắt thấy hồn ma hiện hình trong căn biệt thự này lúc họ đang dọn dẹp." Cả Nhật và Nhung đều hết sức ngạc nhiên khi nghe bà sương nói có người tận mắt thấy ma hiện hình trong căn biệt thự nhung thấy toàn thân cô đang run lên bức tường kiên cố trong cô lúc này chính thức sụp đổ bằng chứng là da gà đã nổi lên hết cả hai cánh tay nhật gấp gáp có việc đó thật hả à, bác nếu vậy thì giá căn biệt thự này đúng ra hai người phải hạ xuống nữa thì mới có thể bán được chứ ạ à? đằng này lại để giá cao quá lên như thế ờ à, có phải là sẽ khó bán hơn không ạ à? nhung tán đồng với ý kiến của Nhật, cô nói: "Cháu cũng nghĩ giống như anh Nhật đây vừa mới nói đó. Ạ. Nếu hai người đồng ý hạ giá xuống đúng với mức cháu có thể mua, thì nhất định cháu sẽ mua bằng được căn biệt thự này." Bà Dương có chút bất ngờ. "Cô không sợ sao? Căn biệt thự này đúng là có ma đó." Ông Phong thở dài. "Thật ra căn biệt thự này vẫn để ra đó từ ngày bà chủ của tôi còn sống." từ sau khi bà ấy mất đã nhiều lần tôi nói muốn hạ giá căn biệt thự xuống nhưng ông vương không đồng ý nhật liền hỏi ông vương đó là ai vậy bác bà sương đáp thay ông phong là chồng của bà ấy họ chưa chính thức ra tòa ly hôn nên khi bà ấy mất đi quyền sở hữu thuộc về ông ấy nhật gật gù thì ra là vậy thế có phải muốn thương lượng giá cả là phải tới gặp ông vương đúng không bác ông phong gật đầu nói đúng vậy nhưng uh, ông vương đang trên đường tới đây rồi vừa nãy tôi có gọi điện cho ông ấy trước khi tới đây nhung mừng rỡ vậy thì tốt quá rồi ạ à. nhật huyết nhẹ vào tay của nhung mà nhỏ giọng nói cô đừng có vui mừng quá sớm như thế tôi và cô còn chưa biết ông ấy là người thế nào mà ông phong đồng tình liền nói Cậu Nhật đây nói đúng Ông chủ của căn biệt thự này là người rất bảo thủ Thật lòng tôi cũng rất muốn hạ giá Để có thể hoàn thành tâm nguyện của bà chủ Là bán căn biệt thự Nhưng uh, suốt nhiều năm qua tới giờ Vẫn chưa thể bán được Nhung liền nói vào Vậy thì cháu cũng rất muốn xem Ông chủ của căn biệt thự này là người như thế nào Không phải là bác Phong đây Mới nói là ông ấy đang trên đường tới đây rồi sao Bà Dương gật đầu đáp Đúng có thể cũng sắp tới nơi rồi đó. Nhật liền nói với ông Phong. Vậy xin phép hai người cho cháu và cô Nhung đây được tham quan một lượt bên trong và xung quanh căn biệt thự trong lúc chờ ông Vương tới đây có được không ạ? À? Ông Phong ngồi xuống kế mà không buồn dùng tay phải đi lớp bụi đang bám dày trên bề mặt. Bà Hiền thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng khác với ông Phong là bà lấy một tờ giấy khổ A4 trong cặp táp Kệ ở phía dưới ngồi lên trên cho khỏi bẩn bộ váy bà đang diện được chứ hai cô cậu cứ tự nhiên đi tôi và bà dương sẽ ngồi đợi hai người ở đây nhung vui vẻ đáp ừ, vâng vậy cháu xin phép ạ à? nhung nói rồi nhanh chân đi trước nhật lặng lẽ đi theo phía sau cùng hướng tới lối cầu thang lên tầng nhung này cô không cảm giác căn biệt thự này có gì đó rất lạ sao nhung đi trước cô không quay mặt lại mà trả lời câu hỏi của Nhật một cách rất tự nhiên không tôi đâu có thấy gì lạ đâu nói thật thì việc những người lao công từng được thuê tới đây dọn dẹp nói là họ đã từng thấy ma hiện hình cũng làm tôi có chút hoang mang nhưng uh, tôi lại không có cảm giác rằng nơi này thật sự là có ma quỷ tồn tại như họ nói phải khi nào tận mắt tôi nhìn thấy thì tôi mới tin Nhật gật đầu nói cô nói cũng phải nhật đưa tay đến muốn mở cửa của căn phòng trước mặt nhưng bàn tay của anh chưa chạm tới được cái nắm tay cửa thì bất ngờ một việc lạ lùng xảy ra ngay trước mắt anh đó chính là cái tay nắm cửa đang tự động xoay từ từ theo chiều kim đồng hồ cánh cửa bất ngờ từ từ mở ra như thể có ai đó đứng bên trong phòng đang dùng tay mở cửa nhật giật mình bước lùi lại cùng với đó bàn tay của anh cũng thật nhanh được thu lại nhung đứng bên cạnh nhìn thấy biểu hiện lạ của nhật thì bước tới dùng tay đẩy cánh cửa mở rộng hơn cô đưa ánh mắt quét nhanh một lượt khắp căn phòng lúc này khá tối và rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang hoang mang của nhật sao thế anh bị làm sao vậy trong phòng đâu có gì lạ đâu mà anh lại sợ tới mức ấy nhật đun giọng nói cái tay nắm cửa vừa rồi vừa rồi tự động xoay rồi cửa phòng tự động mở ra nhung bật cười cô kéo tay nhật lại phía mình rồi chỉ tay về cửa sổ đang được mở ra đó anh xem kìa gió thổi mạnh thế kia nói tới đây nhung dừng lại cô quay mặt nhìn xuống tay nắm cửa rồi thật nhanh đưa tay tới xoay xoay cái tay nắm cửa đã quá cũ như muốn nhật nhìn thấy rồi thì nói tiếp còn cái tay nắm cửa này đã quá cũ rồi đóng cũng như không vậy đó Cửa nẻo như này thì chịu sao được gió mạnh tác động vào chả tự mở ra Anh nghĩ xa quá rồi đó Đúng thật là Coi vậy mà anh còn nhát gan hơn tôi nữa Nhung nói xong thì kéo tay Nhật sang tiếp căn phòng tiếp theo Khi cả hai vừa mở cửa căn phòng thứ hai Thì sự việc lạ lùng tại căn phòng thứ nhất vẫn diễn ra Khi cái tay nắm cửa một lần nữa tự xoay Và cánh cửa lại một lần nữa tự động mở ra Căn biệt thự này thiết kế đúng ra rất đẹp phòng nào phòng nấy đều rất vừa ý tôi. Hay là lát khi ông Vương tới đây, nếu mà tôi thuyết phục được ông ta hạ giá xuống, anh đừng dành mua với tôi nữa được không? Nhật khẽ gật đầu. Được, nếu cô có thể thuyết phục ông ta hạ giá, tôi hứa sẽ không dành với cô. Nhung đắc ý nói. Anh nói đó nhé, đừng có nuốt lời đó. Nhật nói lại một lần nữa bằng giọng dứt khoát hơn. Tôi hứa nhung cảm thấy hài lòng sau câu trả lời của nhật cô quay người đi tham quan lần lượt từng gian phòng trong căn biệt thự và dừng lại ở phòng khách khi lúc này ông vương cũng vừa đi từ ngoài cửa chính vào tới nơi xin lỗi do mưa lớn quá nên tôi tới quá giờ hẹn rất mong mọi người thông cảm cho cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau khi nghe ông vương nói rằng ngoài trời đang mưa việc lạ là tại sao trời mưa to là vậy mà người bên trong căn biệt thự này lại hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài trời đang mưa sao anh vương ông phong hỏi lại ông vương dùng tay phủi nước mưa còn trên áo đáp đúng thế các người đang thấy lạ là vì sao ngoài kia mưa to mà trong này không nghe thấy gì đúng không nào nhật và nhung gật đầu lia lịa ông phong và bà dương thì không có gì tỏ ra quan tâm ông vương nói với nhật đó là lý do vì sao căn biệt thự này lại được bán với giá cao như vậy đấy nhưng đây mới chỉ là một trong số ít những khả năng đặc biệt mà căn biệt thự này có thể mang lại nhung tò mò khả năng đặc biệt ông vương lúc này mới ngồi xuống ghế ông nhìn bà dương như thầm hiểu ý bà dương đứng dậy rời đi ông vương quay lại nhìn nhung trả lời đúng khi vợ tôi thuê kiến trúc sư xây dựng căn biệt thự này đã bỏ rất nhiều tâm huyết hay nói một cách khác là cả bà ấy và kiến trúc sư đều rất tâm huyết với mỗi chi tiết trong khâu thiết kế của căn biệt thự này. Ví dụ như cách âm, loại bỏ tiếng ồn, giếng trời, cầu thang và còn rất nhiều thứ khác nữa. Nhật lúc này mới tiếp tục đặt câu hỏi. Bác cho cháu hỏi một câu được không ạ? À? Ông Vương mỉm cười đáp. Từ từ đã nào, chúng ta còn chưa làm quen cơ mà cậu trai trẻ. Nhật lúng túng. À chết thật cháu sợ ý quá cháu là nhật là khách tới xem căn biệt thự còn ở đây là nhung cô ấy cũng giống như cháu cả hai đều muốn mua lại căn biệt thự này của bác mong rằng việc giá cả có thể thương lượng ạ à. bà dương lúc này quay trở lại vị trí cũ bà đặt lên bàn từng cốc nước mới vừa đi lấy về xuống trước mặt của từng người anh vương và hai cô cậu đây uống nước đi nhật và nhung đưa tay tới cầm lấy cốc nước trên mặt bàn vì cả hai đều đã cảm thấy khát khô cổ họng. Ông Vương cũng không khác gì, ông đưa tay tới cầm cốc nước đưa lên miệng, uống một hơi dài cạn đáy cốc nước. Việc giá cả thì không cần phải bàn lại, giá đó vẫn sẽ được giữ nguyên. Tương lai căn biệt thự này sẽ còn nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Tới lúc đó giá sẽ còn tăng lên nữa. Nếu cô cậu che đắt mà bỏ qua cơ hội tốt để sở hữu nó thì thật là đáng tiếc ánh mắt của nhung nhìn ông vương đã chứng tỏ được rằng cô đang rơi vào tình trạng bất lực tài chính của cô có giới hạn giá của căn biệt thự này như lời ông vương nói sẽ còn tăng nữa nhưng cho dù có muốn mua thì nhung cũng không thể đáp ứng được mức giá trên trời đó nhật thì hoàn toàn khác về mặt tài chính anh hoàn toàn có thể mua lại căn biệt thự này quay mặt qua nhìn nhung anh thấy rõ ánh mắt thất vọng và bất lực của cô nàng Nhật hướng ánh mắt lướt qua một lượt những người đối diện và dừng lại ở ông vương. Bác nói vậy thì cháu sẽ mua căn biệt thự này mà không cần phải bàn thêm về mặt giá cả. Còn thủ tục hy vọng sẽ hoàn tất trong thời gian sớm nhất có thể. Ông Phong và bà Dương nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người không giấu được hâm mộ Nhật. Một chàng trai có tuổi đời còn quá trẻ mà có trong tay một số tiền nhiều tới mức người người mơ ước như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nhung nắm chặt hai bàn tay vào nhau Cô đã thua nhật về mặt tài chính Mặc dù cô rất tự tin trước khi ông Vương đến đây rằng Cô có thể thương lượng với ông ta Vậy mà không ngờ người đàn ông này không hạ giá Mà còn nói tương lai giá cả sẽ còn tăng lên nhiều lần Cô đã thua, không còn gì để nói Chỉ còn biết chọn cách im lặng nhìn ông Vương Bằng ánh mắt hàm hầm tức giận Ông Vương cười khoái chí. Tốt lắm, làm ăn với những người trẻ tuổi như cậu nhật đây đúng là không uổng công tôi trời mưa gió thế này còn tới đây vậy là coi như việc giá cả đã bàn xong còn ở phần hợp đồng mua bán sang tên thì cậu không cần lo luật sư của tôi sẽ làm nhanh thôi chỉ mất vài ngày là giấy tờ có dấu công chứng hợp pháp sẽ nằm trên tay của cậu nhật gật đầu hài lòng vậy thì tốt quá ạ à. cảm ơn bác đã không ngại mưa gió tới đây ông vương xua tay Đừng nói thế, Thuận mua vừa bán mà. Có mưa to hơn nữa mà bán được giá tôi cũng sẽ đến. Nói rồi ông Vương đứng dậy vươn vai rồi nói. Ngoài trời mưa to thế này, chắc là phải đợi ngớt mưa mới về được rồi. Nhung rời khỏi ghế đi thẳng tới đứng trước cửa chính nhìn ra ngoài trời. Quả đúng như lời ông Vương nói, mưa to kèm theo gió lớn làm cây cối nghiêng hẳn sang một bên. Tưởng chừng như có thể đẩy đổ cả một cái cây nếu như nó có tuổi đời không quá nhiều. sợ là đêm nay cô cậu sẽ phải ngủ lại đây mất rồi. giọng nói của bà Dương làm nhung giật mình vì bà đi đến đứng cạnh cô lúc nào mà cô không hề hay biết. thật ra do trong đầu của nhung đang mải tập trung nghĩ về việc không thể mua căn biệt thự này như mong muốn đã làm cho cô không biết đến sự hiện diện của đối phương ở bên cạnh. nếu ơn mưa lớn quá thì có lẽ phải vậy thôi ạ. À? bà Dương nói. Cô đi theo tôi Nhung khẽ gật đầu để đi theo sau bà Dương lên tầng 2 Đèn hành lang được bật sáng Ngay căn phòng đầu tiên Bà Dương đứng hẳn vào bên trong phòng Đưa tay lên bật công tắc điện trên tường Vài giây sau Cả căn phòng sáng bừng lên Cô thấy sao? Nhung thật không tin vào mắt mình Khi nãy cô đứng ở đây nhưng không bật đèn Nên không nhìn thấy rõ bên trong căn phòng thế nào Giờ đây khi đèn được bật sáng Cô không tin được rằng Căn phòng này lại có thể sạch sẽ và gọn gàng đến thế. Tại sao lại? Bà Dương khẽ gật đầu. Tại sao lại sạch sẽ và gọn gàng tới mức khó tin có đúng thế không? Nhung gật đầu, chợt trong đầu cô có một thắc mắc liền hỏi bà Dương. Không phải là khi nãy hai người nói rằng không có ai dám nhận công việc dọn dẹp căn biệt thự này đó sao ạ? À? Tại sao căn phòng này lại có thể sạch sẽ tới mức này được? Bà Dương cúi người kéo cái ghế gần đó tới chỗ bà đứng để ngồi. Bà chỉ tay về chiếc ghế phía sau. Cô ngồi đi, tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Nhung nghe bà Dương nói là muốn giải đáp thắc mắc vừa rồi của cô thì tỏ ra thích thú. Cô lấy nhanh cái ghế bà Dương mới vừa nói. Nhung im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi. Sợ dĩ không ai dám nhận đến đây dọn căn biệt thự này chính là vì việc lạ mà cô vừa thấy đó. Căn biệt thự này có một chuyện lạ kể từ khi bà chủ qua đời. Như cô thấy rồi đó, căn phòng khách hoàn toàn rất bụi. Nhưng trong căn phòng này thì hoàn toàn ngược lại. Nó không hề bẩn mà lại sạch sẽ một cách khó mà có thể tin được. Những người lao công được thuê tới đây làm việc, họ từng cho rằng căn phòng này thật sự có ma. Về việc họ nói từng thấy hồn ma hiện hình, tôi chưa dám khẳng định chắc chắn được. Mình phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể tin là thật được. Cô thấy tôi nói có đúng không? nhung gật gù bác nói không phải là không đúng việc tâm linh ma quỷ hiện hình tuy là khó tin là thật nhưng có nhiều sự việc lạ lùng diễn ra đến ngay cả các nhà khoa học còn chưa thể kiểm chứng được rằng nó có thật sự có thật hay chỉ là do trí tưởng tượng mà ra nhưng mà theo cháu nghĩ phần nhiều là do một sự việc đáng sợ từng xảy ra trong quá khứ đã tác động vào tâm trí của họ làm cho những người yếu bóng vía tự mình nhát mình sợ mà thôi sự thật là có ai thấy ma hiện hình thật bao giờ đâu phải không bác bà dương liền gật đầu ngay im lặng vài giây bà mới lại nói tiếp cô nói đúng ma quỷ có thật sự tồn tại trên đời này hay không thì đúng là khó nói mà cô thật sự là không sợ nếu phải ở lại đây sao nếu cô sợ thì có thể về nhà tôi ở lại đó đến sáng mai rồi cậu nhật sẽ đến đón cô nhung lắc đầu cảm ơn lòng tốt của bác ạ à. Cháu ở lại đây với anh Nhật cũng được à Dù sao thì cháu đến làm phiền nhà bác cũng không tiện cho lắm Cũng muộn rồi Bác Nga mau xuống nhà đi Không bác Phong đang đợi đó à Bà Dương đang muốn kể thêm về cái chết của bà Hạnh năm đó Nhưng thấy nét mặt của Nhung lúc này đã tỏ ra mệt mỏi Nên bà đành miễn cưỡng đứng dậy Ở dưới tầng 1 Nhật đứng dậy bắt tay ông Vương sau khi đã bàn bạc xong về giá cả của căn biệt thự. Ông Phong tỏ ra hài lòng liền vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Nhật mà nhỏ giọng nói. Chúc mừng cậu đã mua được căn biệt thự, Cũng phải cảm ơn cậu đã giúp bà Hạnh hoàn thành được tâm nguyện lúc bà ấy còn sống. Nếu giờ bà ấy còn sống thì chắc hẳn sẽ mừng lắm đó. Nhật gật đầu nhưng anh không đáp lại câu nói vừa rồi của ông Phong. Đúng lúc này bà Dương và Nhung vừa đi từ trên tầng xuống tới nơi. Bà Dương đi theo sau ông Vương và ông Phong ra về. Tiến ba người ra ngoài xe trời bên ngoài lúc này mưa vẫn chưa ngớt gió thổi mỗi lúc lại một mạnh hơn bất ngờ cái cây nằm ở góc vườn đã chết khô bị gió thổi làm đổ xuống ngay trước mắt của nhật làm anh thở dài nói xem ra phải mất rất nhiều thời gian để thay toàn bộ cây trong vườn rồi đây nhung đứng sau nghe nhật nói xong thì liền nói anh còn chưa lo xong bên trong căn biệt thự đã lo tới cây với cỏ ở ngoài vườn rồi đêm nay anh và tôi ở lại đây thật hả à? Nhật quay mặt sang nhìn Nhung hỏi Cô sợ ma hả? Mưa to thế này thì đi đâu được Gọi xe cũng không có nổi một cái Trời mưa to thế này thì tài xế họ ngại đi Thì cũng là lẽ đương nhiên rồi Thôi để tôi dọn phòng cho cô Còn tôi thì ngủ dưới phòng khách cũng được rồi Nhung gật đầu rồi kéo tay Nhật vào nhà Kéo anh thẳng lên căn phòng trên tầng 2 Đứng trước cửa căn phòng đang được đóng kín Đèn bên trong vẫn được bật sáng từ lúc nãy khi cô và bà Dương nói chuyện với nhau nên chưa tắt đi. Nhung đưa tay tới mở cửa, cô bước vào trước rồi quay mặt lại nói với Nhật. Anh xem này, đúng là rất bất ngờ đúng thế không? Nhật há miệng gật đầu ngay, anh đi vào phòng. Lạ thật đó, vừa nãy bác Phong nói là lâu rồi không có người tới đây dọn dẹp rồi mà. Tại sao căn phòng này sạch sẽ gọn gàng quá vậy nhỉ? Nhung ngồi xuống giường nói Lúc đầu tôi cũng bất ngờ như anh vậy đó Nhưng rồi tôi nghĩ có thể lần cuối cùng nhân viên đến dọn dẹp rồi đóng cửa kín Nên là trong này mới sạch sẽ như thế thôi Còn chuyện lạ mà tôi và anh đang nghĩ Cũng có thể chỉ là do trùng hợp chăng? Nhật ngồi xuống ghế Anh nghiêng đầu nhìn lên mặt bàn Thì thấy một lớp bụi mỏng bám trên bề mặt Gật cụ đáp Cô nói đúng Nhìn lớp bụi trên mặt bàn thì có thể đúng như cô vừa nói nhưng uh, tôi nói thật là tôi không có tin căn biệt thự này có ma hiện về như những người lao công tới đây dọn dẹp đã đồn thổi đâu. Nhung liền hỏi. Không phải anh nói khi nấy cửa phòng có thể tự mở ra được đó sao? Nhật cười ngượng đáp. À, chuyện đó ấy hả? Có thể đúng như cô nói đó. Là do tôi nghĩ nhiều rồi. Hôm nay uh, mưa gió thế này thì xem ra chúng ta phải ở lại đây rồi. Mày tôi sẽ thuê thở về sửa chữa cũng như thay thế một vài vật dụng trong nhà đúng như lời tôi hứa cô cứ ở lại đây bao giờ chán thì thôi tôi không có đuổi đâu nhung khẽ cười rồi đáp anh thật là không thấy phiền nếu như tôi ở lại đây thật hả nhật đứng dậy gật đầu nói đúng thế đấy thôi cô xuống nhà ăn chút gì đi trước khi tới đây tôi có chuẩn bị một số đồ ăn nhanh để trong túi giờ thấy đói rồi nhung reo lên vui mừng thấy rõ anh chuẩn bị luôn đồ ăn rồi sao anh chu đáo thật đó tôi còn đang không biết từ giờ tới tối mà mưa không tạnh thì chắc phải nhịn đói luôn rồi ấy vậy chúng ta mau xuống nhà ăn thôi nhung rời khỏi giường đi nhanh ra khỏi phòng nhật đang đói nên cũng vội vã theo sau cô gái đang đi nhanh phía trước để cùng xuống tầng nhưng đi gần tới tầng dưới thì bất ngờ nhật đứng khửng lại vì anh vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng trên anh quay đầu lại nhìn lên miệng lẩm bẩm tự hỏi vừa rồi là tiếng động gì vậy nhỉ nhung quay đầu nhìn về chỗ nhật đứng mà đặt câu hỏi vì thấy anh chàng đang đi thì đứng lại không có đi tiếp có chuyện gì thế sao đứng lại đó nhìn lên tầng làm chi vậy nhật không quay mặt lại ánh mắt không rời lối lên tầng anh trả lời câu hỏi của nhung tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó trên tầng thì phải nhung đưa tay lên vẫy vẫy thôi chắc là con chuột nào đó thôi anh còn không nhanh xuống lấy đồ ăn ra cho tôi ăn nhanh thì tôi sẽ chết vì đói đó mau lên đi nhật nghĩ có thể là tiếng động vừa rồi anh nghe thấy là do một con chuột nào đó như lời nhung nói nên không có nghĩ gì thêm nữa mà quay người đi xuống tầng anh lấy đồ ăn đã mua từ trước để trong túi ra đặt hết ra mặt bàn lúc này mới vừa được nhung dùng khăn lau sạch đi lớp bụi trong lúc cả hai đang ăn nhung liền hỏi nhật anh đang ở nước ngoài sống một cuộc sống tốt như thế Tại sao lại trở về đây vậy Không phải chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bố anh thôi đó chứ Anh còn việc khác nữa có đúng thế không Nhật gật đầu nói Cô Nhung đây quả là tình ý thật đó Đúng là lần này tôi về đây Ngoài việc mua căn biệt thự này để hoàn thành tâm nguyện của bố tôi ra Thì còn một việc quan trọng khác cần phải làm càng sớm càng tốt Nhung tròn xem mắt dừng việc ăn lại mà đặt câu hỏi cho Nhật việc gì mà quan trọng thế anh cho tôi biết được không tôi có tính tò mò nên nghe thấy việc gì quan trọng là tôi lại muốn biết cho bằng được nếu không thì sẽ khó chịu lắm anh thông cảm cho tôi nhé nhật cười tỏ ra thích thú với tính cách của cô nàng trước mặt anh nói một cách vô tư thật ra lần này về đây tôi ngoài việc mua cho bằng được căn biệt thự ra tôi còn rất hứng thú muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bà hạnh năm đó có thể cô cho tôi là rảnh việc nhưng tôi nghĩ có thể không phải là bà ấy tự sát như năm đó cảnh sát nhận định tôi lại nghĩ có người đã hại chết bà ấy cũng như chúng ta từng nói chuyện rồi đó cô cũng cho rằng trước khi chết bà hạnh đã gặp một người đàn ông khả năng vị khách cuối cùng mà bà ấy gặp chính là người hại chết bà ấy nhung gật đầu ngay vì ngay từ đầu cô cũng có suy nghĩ rằng bà hạnh chết không phải là tự sát nghe nhật nói xong nhung liền tiếp lời nói thì nói vậy nhưng uh, cho dù đúng như chúng ta nghĩ rằng có kẻ động ác nào đó đã hại chết bà hạnh thật đi chăng nữa chúng ta cũng đâu thể làm gì được bởi anh và tôi đâu phải là cảnh sát nhật dựa lưng về phía sau hai tay đặt sau gáy anh nói cô nói đúng cả hai ta không phải là cảnh sát nhưng nếu chúng ta phát hiện ra manh mối mới rồi cung cấp manh mối tìm được cho phía cảnh sát chưa biết chừng chúng ta lại có thể giúp cho cảnh sát nhìn nhận lại về cái chết còn chưa minh bạch của hạnh rồi sau đó đưa họ rẽ sang một hướng điều tra mới cũng chưa biết chừng tuy là không thể phá án giống như cảnh sát nhưng chúng ta có thể cung cấp thông tin cũng như manh mối về kẻ giết người cho họ cô thấy thế nào nhung suy nghĩ rồi trả lời nhật anh nói thì hay lắm nhưng phải bắt tay vào việc thế nào đây suốt nhiều năm qua cái chết của bà hạnh năm đó phía cảnh sát đã đóng hồ sơ sau khi kết luận rằng bà ấy tự sát mà chết không lẽ giờ anh nói với họ rằng bà ấy không phải chết là do tự sát mà là bị giết để họ mở lại vụ án chắc nếu không có manh mối cũng như bằng chứng có thể xác minh được bà hạnh bị giết cho phía cảnh sát để họ tin lời anh nói thì đừng có mơ là họ sẽ tin anh nhật ngồi bật dậy đưa tay lấy từ trong bao thuốc trước mặt ra ngoài một điếu rồi châm lửa hút anh thật chẳng ngờ nhung có thể nói rõ vướng bận trong đầu anh suốt thời gian qua anh không nói tiếp mà cứ vậy im lặng suy nghĩ bằng cách nào anh mới có thể lần ra manh mối về kẻ giết người. Người đàn ông gặp bà Hạnh trước khi bà ấy bị sát hại theo suy đoán của Nhung, rốt cuộc là ai? Thì đây đúng là một bài toán khó. Nhung đưa tay lên miệng, ngáp một dài một hơi. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, rồi ánh mắt của cô quay trở lại, dừng trước gương mặt đang suy nghĩ của Nhật mà nói với anh ta. Thôi, cũng muộn rồi đó. Anh đang nghĩ làm cách nào tìm được người đàn ông đã gặp bà Hạnh vào cái đêm bà ấy bị giết có đúng thế không nhật có chút bất ngờ anh nhìn nhung bằng ánh mắt thán phục bởi không ngờ cô gái này cứ như là có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy nhật gấp gáp hỏi làm sao mà cô biết được tôi đang nghĩ gì hay vậy nhung bật cười đáp còn phải nói nhìn mặt anh thế kia là tôi đoán được rồi anh đừng có cố nghĩ cho mệt đầu dù sao đó cũng chỉ là do tôi đoán thôi chắc gì tôi đã đoán đúng Lỡ người gặp bà ấy không phải là đàn ông mà là đàn bà Cũng có thể đúng như lời cảnh sát nói là bà tự sát thật thì sao Thôi muộn rồi tôi đi ngủ đây Anh cũng mệt rồi đúng không Vậy cũng đi ngủ sớm đi Nhật không nói gì nữa Chỉ khẽ gật đầu nhìn theo cái dáng đi như đàn ông của Nhung Hướng về lối cầu thang để lên tầng Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt Nhật nằm trên ghế sofa lẩm bẩm nói trong miệng xem ra mưa kéo dài thế này thì chưa thể tiến hành sửa chữa căn biệt thự theo như dự tính của mình được rồi chợt một bóng trắng vừa mới lướt nhanh qua cửa sổ lọt vào tầm nhìn của nhật làm anh đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh tới đứng trước cửa sổ mắt đảo hai bên nhưng thoạt nhìn lại không thấy ai ngoài mưa và gió thổi mỗi lúc một mạnh hắt nước mưa vào mặt làm nhật phải bước lùi lại quay trở lại ghế nhật cúi người lấy từ trong túi mang theo lúc tới đây ra ngoài một chiếc đèn pin anh bật thử thì mừng rỡ hài lòng vì cái đèn này vẫn còn hoạt động tốt bản thân tin rằng bóng trắng vừa rồi là thật chứ không phải là ảo giác nhật tự tin đứng dậy đi tới cửa một tay cầm chắc đèn pin tay còn lại anh cầm ô che cho khỏi nước mưa vào người đi tới đâu chiếu ánh sáng của đèn pin tới đó nhưng đi hết một vòng phía ngoài căn biệt thự rồi dừng lại trước cửa mà không thấy có gì lạ Lúc này Nhật mới đặt lại câu hỏi cho chính mình Không lẽ vừa rồi có người đi nhanh qua cửa sổ Là do mắt mình hoa thật sao Đúng lúc này có tiếng đồng từ tầng 2 chuyển tới Làm Nhật giật mình nhìn vào trong Nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng bước chân đang di chuyển Nhật đi tới gần cầu thang Anh lớn tiếng hỏi Nhung là cô đúng không Không có tiếng trả lời tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại Lần này lại nghe rõ ràng hơn Nhật nghĩ là Nhung Nhưng chắc do vị trí anh đứng với tầng trên khá xa Nên có thể Nhung không thể nghe thấy câu hỏi vừa rồi Nghĩ như thế trong đầu Nhật mạnh dạn bước lên từng bậc cầu thang Mỗi bước chân của anh càng thận trọng hơn Bước tới đầu Nhật lắng tai nghe tới đó Đúng là có người đang di chuyển trên tầng Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng Lần này anh không hề nhầm Đặt chân lên đến tầng 2 Nhật thật nhanh bật đèn pin chiếu thẳng tới cuối hành lang Thì chết sững người Chân như đeo cùm Không thể nhấc được chân để đi tiếp Vì ánh đèn pin trong tay anh đang chiếu tới một cô gái mặc đồ trắng toát Cô ta đang quay lưng về chỗ Nhật đứng Cô gái có mái tóc dài đen nháy Phủ kín vai Nhưng chỗ cô ta đứng khá tối Ánh sáng đèn pin lúc này đã yếu Không còn sáng được như bạn nãy dưới tầng có thể là do pin lâu ngày chưa thay sắp hết nên ánh sáng mới trở nên yếu hẳn đi như vậy nhật lớn tiếng hỏi cô gái cô là ai cô vào đây bằng cách nào vậy hả cô gái vẫn đứng im tại chỗ trong bóng tối nơi cô ta đang đứng dường như có gì đó đang chuyển động nhật cố gắng đưa đèn pin trong tay chiếu ánh sáng yếu ớt đến thứ vừa chuyển động kia vì tò mò muốn xem nó là gì bất ngờ nhật kinh hãi hét lên đèn pin trong tay anh rơi xuống đất khi vừa kịp nhìn thấy thứ đang chuyển động bên cạnh người phụ nữ mặc áo trắng kia là một đứa bé toàn thân nó không mặc gì làn da trắng xanh đáng sợ hơn nó không đi bằng hai chân mà bằng đôi tay giống như một con thú đang di chuyển trên mặt đất vậy tiếng hét của nhật làm nhung bừng tỉnh cô mở mắt ngồi dậy rời khỏi giường đi nhanh tới mở cửa cánh cửa vừa được mở là cô đi ra đứng ngay ngoài hành lang mắt nhìn nhanh về lối cầu thang vì mới vừa nhìn thấy nhật bỏ chạy xuống tầng nhung đi tới nhặt đèn pin vẫn còn đang chiếu sáng dưới sàn lên tay cô tắt đi rồi đưa tay lên bật công tắc đèn cầu thang và rồi đi nhanh xuống vì không biết nhật đang làm cái trò gì mà đêm hôm không ngủ còn hét toáng lên làm phiền giấc ngủ của cô như thế này đi xuống tới nơi nhung thấy anh chàng ngồi trên ghế đôi mắt hoang mang thấy rõ ngồi xuống trước mặt của nhật Nhung liền đặt câu hỏi Anh đang làm cái gì thế hả? Đêm hôm không ngủ còn lên tầng làm cái gì mà hét toáng lên như gặp ma thế Bọn anh đang tính nhát tôi sợ có đúng thế không? Nhật rõ ràng thấy cô gái áo trắng đứng cuối hành lang tầng trên Bên cạnh còn có một đứa bé không mặc quần áo Hơn thế nữa, thằng bé còn bò trên mặt đất như một con thú di chuyển bằng bốn chân Anh tin vừa rồi là thật Hình ảnh kinh dị đó không phải là ảo giác Ngợm mặt lên nhìn Nhung Nhật gấp gáp hỏi. Lúc cô mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, cô có nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng và thằng bé không mặc gì đang bỏ dưới sàn nhà không vậy? Nhung nhìn sắc mặt của Nhật thì đúng là anh ta đang thật sự sợ hãi. Cô nghĩ không lẽ anh ta đã thật sự nhìn thấy hồn ma hiện về trong căn biệt thự này giống như lời đồn mà bà Dương từng nói cho cô nghe. Cố giữ bình tĩnh, Nhung nhìn Nhật rồi hỏi nhỏ. Anh đang nói gì thế? anh nói là anh thấy cô gái mặc đồ trắng và một đứa bé không mặc đồ trên tầng đúng thế không nhật gật đầu lên lịa trả lời câu hỏi của nhung đúng thế tôi đã nhìn thấy họ họ là ma là ma chứ không phải là người đâu căn biệt thự này đúng là có ma thật đó cô thật là không thấy họ sao hả tôi đang hỏi cô mà lúc cô ra khỏi phòng cô có nhìn thấy họ không vậy nhung nhung lắc đầu vì cô nhớ ra rằng lúc mở cửa phòng đi ra Cô chỉ kịp nhìn thấy Nhật chạy xuống cầu thang Chứ chưa hề quay mặt nhìn về cuối hành lang như Nhật đang hỏi Cô lắc đầu trả lời rất tự nhiên Không thấy Tôi không thấy ai cả Nhưng anh nói là anh nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng và một đứa nhỏ Nhưng đứa nhỏ đó là trai hay gái vậy? Nhật nói nhanh Là bé trai Nó còn nhỏ lắm Tôi đoán nó chỉ 4 hay 5 tuổi thôi Thật là cô không thấy họ thật hả? nhung gật đầu đúng thế nghe tiếng hét của anh là tôi rời giường đi ra mở cửa ngay lúc tôi đã đứng ngoài hành lang thì thấy anh chạy xuống cầu thang đèn pin vẫn còn bật rơi ở trên sàn nhà thế lạ vì không biết anh bị sao mà chạy gấp vậy nên là tôi theo xuống dưới này ngay mà đã kịp quan sát nhìn thấy gì đâu nhật hít một hơi thật sâu giúp bản thân bình tĩnh trở lại những gì mới vừa xảy ra đối với anh quả là khó tin anh nhìn Nhung rồi nhận thấy cô gái này quả đúng như anh nghĩ, mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nhật đứng dậy nói, "Cô đi theo tôi lên tầng đi, tôi chỉ cho cô xem." Nhung còn chưa mở miệng hỏi thì đã bị Nhật kéo đi. Lên tới tầng 2, Nhật chỉ tay xuống cuối hành lang, nơi cô gái và đứa nhỏ khi nãy xuất hiện, nói cho Nhung nghe. Nghe xong lời Nhật thuật lại, Nhung mở to mắt hỏi, anh không nhìn nhầm đó chứ Nếu là con ma thì phải là bà Hạnh Chứ sao lại là cô gái và đứa nhỏ mà anh nói được Họ có sống ở đây đâu Nhật liền đáp Đúng thế Tôi cũng giống như cô vậy Chúng ta có cùng một suy nghĩ rồi đó Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại có thể nhìn thấy mẹ con họ Chứ không phải là bà Hạnh Và tại sao họ lại hiện ra để tôi có thể nhìn thấy được như thế Thì đúng là làm tôi khó hiểu quá Nhung hỏi Nhật có khi nào hai mẹ con họ cũng chết oan trong căn biệt thự này giống như bà Hạnh không? Còn chưa kịp nghe Nhật trả lời Nhung thấy anh chàng có biểu hiện lạ liền gấp gáp hỏi Anh làm sao thế? Tôi đang hỏi anh đó Nhật đưa tay lên ý muốn Nhung sự im lặng Anh khẽ hỏi Cô có nghe thấy tiếng gì không? Nhung im lặng không nói gì Hai tay nghe thấy tiếng ai đó đang khóc Phát ra từ căn phòng ở cuối dãy tầng 2 gật đầu nhung chỉ tay xuống căn phòng nơi phát ra tiếng khóc của cô gái kia có là tiếng khóc của phụ nữ hình như là đang phát ra ở phòng cuối kia thì phải anh cũng nghe thấy giống tôi đúng không nhật gật đầu ngay có tôi phải nghe thấy thì tôi mới hỏi cô chứ căn biệt thự này đúng là có nhiều bí mật quá tôi và cô có nên đi vào phòng đó xem thế nào không hả à? nếu cô sợ thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây nhật cũng đang sợ nhật nghĩ có thể nhung cũng giống như anh lúc này đang sợ hồn ma đang hiện hữu trong căn biệt thự nhưng thật không ngờ cô gái ấy đáp lại tôi sợ lắm chứ nhưng tôi lại có cảm giác cô gái ấy hiện ra với chúng ta là có gì đó muốn chúng ta giúp chứ không có ý muốn hại chúng ta tiếng khóc vẫn chưa dừng lại cả hai người quay mặt nhìn nhau và cho dù nhật không muốn tiếp tục tìm hiểu sự việc khó tin đang diễn ra ngay trước mắt nhưng cô gái đang đứng bên cạnh anh lại không muốn để cho anh có cơ hội rời đi. Anh theo tôi vào phòng đó xem sao. Chúng ta có hai người cơ mà. Sợ gì cô ta chứ? Hơn nữa, chúng ta đâu có hại chết cô ấy đâu, việc gì phải sợ. Nhật mở to hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang rất tự tin của Nhung, mà đặt câu hỏi cho cô nàng. Cái gì? Cô nói thật hả? À? Nhung nắm hai bàn tay lại, nói bằng giọng quả quyết đúng chúng ta cũng nghe thấy tiếng cô ta khóc thì chắc chắn cô ta sẽ để chúng ta nhìn thấy nếu tôi đoán đúng rất có thể cô ta cần chúng ta giúp việc gì đó không đợi nhật kịp phản ứng gì nhung bước lên phía trước cô tiến đến căn phòng nơi đang phát ra tiếng khóc nghe ai oán của cô gái kia tiếng khóc như có ma lực kéo nhung đi tới mỗi lúc một gần hơn nhưng khi cô đi đến gần cửa thì một giọng nói khác vang lên chuyển thẳng tới tai của cô từ phía sau đừng vào căn phòng đó gặp mẹ con họ rồi cô sẽ không quay lại được nữa đâu cô gái tới lúc đó cô sẽ giống như tôi và những người chủ đã mua lại căn biệt thự này trước đây cô sẽ phải chết nhung nghe thấy giọng nói vừa rồi là của một người đàn bà thì liền quay mặt nhìn về sau phía sau lưng của hai người chỗ cầu thang xuống tầng lúc này là một người đàn bà mặc đồ ngủ quay người đi xuống tầng dưới theo lối cầu thang trước mặt nhung đưa tay tới gọi với theo nhưng bà ta vẫn đi xuống từng bậc cầu thang như là không nghe thấy tiếng nhung gọi còn đang muốn chạy theo hỏi cho rõ vì sao bà ta lại nói với cô những lời vừa rồi thì bị nhật kéo giật lại tò mò hỏi cô làm sao vậy nhung gạt tay nhật ra khỏi cổ tay miệng gấp gáp chân đi nhanh về hướng cầu thang tôi vừa nhìn thấy bà ấy người mới nói chuyện với tôi. Nhật đi nhanh phía sau tò mò hỏi. Cô nói cái gì hả? Ai nói chuyện với cô? Bảy là ai mới được chứ? Trong biệt thự chỉ có tôi và cô thôi mà, đâu có ai khác nữa. Nhung đáp lại bằng giọng quả quyết. Rõ ràng tôi nghe thấy bà ấy nói là quay mặt lại ngay. Bảy đứng ngay trước cầu thang này này. Tôi gọi với theo thì bà ấy quay người đi xuống dưới. Nhật lắc đầu nói bằng giọng khó tin cái gì vậy chứ cô nói là cô thấy một người đàn bà đứng ở sau lưng tôi và cô à bà ta nói chuyện với cô nữa sao thế thì sao tôi không nghe thấy tiếng bà ta nói vậy chuyện này quá là hoang đường rồi không lẽ cô nói chuyện với ma à nhung không nói thêm với nhật câu nào nữa cô đi thẳng xuống tầng dưới mặc cho nhật lúc này đang đứng lại không hiểu nhung đã gặp phải chuyện gì từng bước chân đặt xuống sàn gỗ vang lên tới tận chỗ nhật đứng anh chấm thuốc hút một hơi Nhưng bên tay anh lúc này có một giọng nói chuyển tới Làm anh đánh rơi điếu thuốc xuống sàn Lại đây Anh gì ơi Lại đây với em đi Nhật buồn rộn chân tay Anh nghe rõ tiếng nói vừa rồi là của cô gái Hơn nữa Giọng nói được chuyển tới từ căn phòng nằm ở cuối hành lang Cánh cửa phòng đang tự động được mở ra Một bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh đưa từ bên trong ra ngoài bàn tay ấy là của một đứa bé Nhật kinh hãi khi thấy từ bên trong khoảng không gian tăm tối trong phòng Là cái đầu của một thằng nhỏ đang bay lơ lửng Nó nhằn nhở cười với Nhật Làm anh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu Cái đầu của thằng nhỏ mới đó mà bay thẳng tới trước mặt Nhật thì dừng lại Lúc này đây anh mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt của đứa bé Thật sự làm cho Nhật bị ám ảnh nó quay mặt lại nhìn cái thân hình không có đầu của nó đang bò bằng cả bốn chi trên mặt đất Mỗi lúc một gần chỗ Nhật đứng Nhật muốn hét nhưng cổ họng anh đang mắc nghẹn cái thứ gì đó Làm anh không tài nào có thể hét thành tiếng Trần muốn chạy nhưng nào có thể Vì lúc này hai cổ chân của anh đang bị hai bàn tay lạnh ngắt Của thân thể đứa bé không có đầu kia bám chặt lấy Cái miệng đang nhằm nhở cười trên gương mặt của thằng bé lúc này Bất chợt thay đổi nó không cười nữa Mắt là hai hố sâu tăm tối không nhìn thấy đáy Cái đầu từ từ bay xuống nằm lại trên cơ thể của thằng bé trước ánh mắt đang kinh hãi của Nhật Anh không thể tin rằng bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến một hình ảnh kinh dị đến mức này Thằng bé từ từ đứng thẳng người dậy Tay nó nắm chặt lấy cổ tay của Nhật mà kéo anh đi tới căn phòng nằm dưới cuối hành lang Vừa đi nó vừa mất máy miệng Nào đi thôi em sẽ dẫn anh đến gặp mẹ em anh sẽ được ở lại nơi này với mẹ con em mãi mãi giọng nói âm vang của thằng bé như một sức mạnh vô hình có thể sai khiến được nhật làm anh phải làm theo lời nó cứ vậy nhật như người mất hồn trần cứ vậy bước từng bước theo sau thằng nhỏ đi mỗi lúc một gần căn phòng đang mở sẵn cửa kia hơn về phần nhung cô theo người đàn bà mặc đồ ngủ kia ra tới tận ngoài cửa lúc này mới hoàn hồn trở lại nhận ra bản thân đang đứng trước cửa căn biệt thự thì thấy làm lạ quá cô đi ra đây nhưng không thấy người đàn bà kia đâu cả chợt nhớ tới nhật vẫn còn đang ở trên tầng nhung quay người muốn vào lại bên trong căn biệt thự nhưng cánh cửa bất ngờ tự động được đóng lại cố mở thế nào cũng không mở được ra nhung bắt đầu thấy sợ cô dùng tay đập cửa miệng không ngừng gọi lớn tên của cả đàn ông trong nhà nhưng Nhật giờ đang bị ma quỷ khống chế Nào có nghe được Nhung gọi Bất lực trước cánh cửa Nhung nhận ra trời lúc này đã tạnh mưa Cô lấy điện thoại gọi cho ông Phong Nhưng ông ta không nghe máy Nghĩ tới cảnh sát Cô bấm số đường dây nóng gọi đi Và rồi ngay khi đầu máy bên kia Nằm cảnh sát nhận cuộc gọi Nhung liền gấp gáp thuật lại toàn bộ diễn biến Xảy ra bên trong căn biệt thự ban nãy Mặc dù những gì Nhung nói thật Đúng là hoang đường nhưng nam cảnh sát nhận thấy được cô gái trong tình trạng tâm lý sợ hãi, nên anh không bỏ qua trường hợp này mà lập tức điều người tới kiểm tra. Cảnh sát tới nơi, họ lập tức phá cửa sau cái cật đầu của Nhung, vì cô cho rằng nhật bên trong đang gặp nguy hiểm. Quả đúng là như Nhung nghĩ trong đầu, chỉ chậm vài giây nữa thôi, cô sẽ mất người bạn ấy vĩnh viễn. Cảnh sát lên tới tầng 2, họ nghe thấy tiếng cười của một đứa nhỏ ở căn phòng cuối dãy liền đi tới đạp cửa vào trong bên trong tối tới mức cảnh sát phải bật đèn pin chiếu vào mới có thể quan sát được cảnh vật trong phòng nhật đang treo ngược người lên trần nhà bằng một sợi dây thừng được buộc chặt với cái móc lớn được cắn chặt trên trần nhà cảnh sát không thể tin được những gì họ đang tận mắt chứng kiến là sự thật nếu đúng như những gì nhung nói thì bằng cách nào mà nhật có thể treo mình trên sợi dây thừng đang buộc chặt cổ chân kia trong căn biệt thự chỉ có cô và anh ta thôi sao Một nam cảnh sát khỏi nhung lúc này đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách Nhật đang trong tình trạng hôn mê Xe cấp cứu vừa tới là họ chuyển anh tới bệnh viện ngay sau đó Nhung nhìn nam cảnh sát vừa hỏi Mà trả lời bằng giọng điệu đã phần nào lấy lại được bình tĩnh Em nói thật mà, anh phải tin em Em và anh ấy đúng là gặp ma Gặp hồn ma đang ám căn biệt thự này Nam cảnh sát lắc đầu ngao ngán khi nghe câu trả lời của Nhung. Làm sao anh có thể tin những gì cô gái này đang nói là thật được? Việc mà hiện hình chỉ có trong phim ảnh và những câu chuyện kinh dị anh đã từng nghe rất nhiều. Nhưng anh chưa một lần tận mắt nhìn thấy được. Anh không nói gì thêm với Nhung mà quay người đi lên tầng 2. Đi thẳng tới căn phòng nơi phát hiện ra đa Nhật đang bị treo ngược lên trần bằng một sợi dây thừng. Cửa sổ trong phòng đều đang được mở rộng Từng đợt gió thổi vào nhà mang theo không khí lạnh, làm nam cảnh sát khẽ rùng mình. Anh đi nhanh tới đóng hết một lượt cửa sổ trong phòng, đứng im quan sát một hồi lâu, không thấy có gì lạ, anh mới quay người rời phòng xuống tầng, ngồi xuống vị trí cũ trên ghế sofa đối mặt với Nhung. Tôi vừa lên kiểm tra lại một lần nữa rồi, trong căn phòng đó hoàn toàn không thấy có gì lạ như cô mới vừa kể. Việc này đúng là quá hoang đường. Cô nói xem, tôi phải tin thế nào đây? Nhung ngước mặt lên, nhìn nam cảnh sát nói: "Em biết là anh không tin, nhưng những gì em nói là hoàn toàn thật. Em không hề bịa chuyện. Nếu anh không tin em thì anh có thể đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi lại một lần nữa, những gì em nói có đúng là thật hay không." Nam cảnh sát im lặng. Nhung nói đúng, giờ ngoài việc đợi Nhật tỉnh lại để xác minh lời cô nói có đúng sự thật hay là bịa đặt, anh không còn cách nào khác hay hơn. "Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đợi cho tới khi bạn cô tỉnh lại lúc đó chúng tôi sẽ hỏi rõ anh ta về trường hợp của hai người giờ thì chúng tôi đi đây cô có gì thì cứ gọi vào số máy khi nãy chúng tôi sẽ tới ngay nhung gật đầu đáp vâng cảnh sát rời đi nhung ở lại căn biệt thự một mình là việc không thể vì trong suy nghĩ của cô nơi này thật sự là có ma nhung quyết định rời khỏi nơi làm tâm trí của cô bị ám ảnh để tìm đến một cách sạn nào đó để thuê phòng, nhưng không còn đủ can đảm để ở lại căn biệt thự chờ cho tới khi Nhật tỉnh lại được nữa. Trưa cùng ngày tại bệnh viện, ông Vương và ông Phong đều đã tới nơi, cả hai người ngồi bên ngoài phòng bệnh của Nhật, lúc này anh vẫn chưa tỉnh lại. Ông Phong nói: "Anh Vương này, có khi nào đúng là căn biệt thự này bị ma ám như lời đồn không anh?" Ông Vương gạt đi, chú có im ngay đi không hả nói to thế là gợi ý muốn phá tôi không muốn tôi có thể bán được căn biệt thự hay gì ông phong nói em không có ý đó nhưng những gì xảy ra đêm qua đáng sợ như thế này thì chắc gì cậu nhật đang hôn mê trên giường bệnh kia sẽ mua nữa có khi cậu ta tỉnh lại là đã bỏ đi ngay rồi cũng không biết thế nào nói trước được ông vương đứng dậy nói mà ám thì tôi từng nghe bà hạnh trước đây từng có nhắc tới nhưng ngày đó bận nhiều việc quá nên không có để ý ông phong liền tò mò chị hạnh nhắc chuyện gì với anh vậy anh vương em thân với chị lâu vậy mà còn chưa nói em nghe bao giờ ông vương thở dài nhớ lại chuyện cũ ngày tôi và bà ấy còn sống chung có một hôm bà ấy nói có nghe tiếng khóc của cô gái nào đó ở trong nhà thì thoảng còn nghe tiếng trẻ con cười mới đầu tôi còn nghĩ là bà ấy nghe nhầm hoặc là bên nhà hàng xóm nhưng à, sao không phải? Nhà hàng xóm đa số đều giống như vợ chồng tôi, đều đã nhiều tuổi, con cái không có sống chung. Ông Phong gấp gáp hỏi. "Rồi sau đó thế nào vậy anh?" Ông Vương đáp. "Sau đó bà ấy dặn vì nói mà tôi không tin. Có một hôm tôi thấy bà ấy đang ngủ thì ngồi dậy. Lúc đó là vào nửa đêm thì phải. Tôi hỏi bà ấy dậy làm gì thì bà ấy không nói. Thấy lạ tôi theo sau thì thấy lên tầng 2." rồi tới phòng cuối cùng trên tầng phòng này ngày đó tôi thường để đồ cũ không dùng tới vì căn phòng rộng và không có ở ông phong lúc này đã thật sự bị cuốn theo anh theo sau chị lên đó rồi chị làm gì trong phòng vậy anh ông vương nói bà ấy nói chuyện với ai đó trong phòng nhưng lạ là tôi lại không thấy ai trong đó với bà hạnh nhà tôi cả cậu thấy có lạ không sau đó thì khỏi phải nói rồi đêm nào bà ấy cũng lên đó nói chuyện một mình sau này tôi không chịu được nói bà ấy thì bà đòi chia tay sau đó thì tôi dọn ra ngoài ở riêng cho tới lúc bà ấy gặp chuyện đó nói bà ấy tự sát thì tôi không có tin đâu tại sao lúc đó bác không tin những gì bác hạnh nói câu hỏi đột ngột của nhật từ phía sau làm cả ông vương và ông phong đều hết sức bất ngờ nhật không rời ánh mắt của anh khỏi gương mặt của ông vương anh không trả lời câu hỏi vừa rồi của ông phong dành cho mình Bác Vượng, bác trả lời cháu đi. Tại sao ngày đó bác không tin lời bác Hạnh nói? Ông Vượng thở dài đáp. Tôi không tin bà ấy là có lý của tôi. Nếu là cậu thì cậu có tin không? Thật là hoang đường đúng không? Nhật gấp gáp nói. Nếu bác tin lời bác Hạnh nói thì bác ấy đã không phải chết rồi. Ông Phong liền hỏi. Cậu Nhật, sao cậu nói thế? Nhật mệt mỏi ngồi xuống ghế, Đêm qua, đêm qua cháu tận mắt nhìn thấy mẹ con họ trong căn phòng đó. Ông vừa ngạc nhiên. Mẹ con họ, cậu đang nói đến ai vậy? Chợt nhớ ra việc gì đó, ông Phong lấy trong túi quần ra ngoài một cái ví da cũ. Ông mở rồi lấy từ trong ngăn ví ra tay một bức ảnh cũ, đưa đến trước mặt Nhật. Ông Phong liền hỏi. Có phải cậu nhắc đến mẹ con họ đúng không? Nhật đưa nhanh tay tới nhận lấy bức ảnh. Hai mắt anh mở lớn nhìn vào gương mặt của người phụ nữ và đứa nhỏ bên trong bức ảnh. Làm sao mà bác có? Bác có ảnh của họ vậy? Ông Vương lúc này ngạc nhiên không kém gì nhật. Ông cũng có cùng câu hỏi với chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh, nên không có đặt câu hỏi nào cho ông Phong mà im lặng chờ đợi câu trả lời. Ông Phong thở dài đáp. Họ là em gái và cháu trai của tôi. Cả ông Vương và Nhật đồng thanh hỏi, cái gì? Em gái, cháu trai sao? Ông Phong gật đầu đáp Đúng thế Ngày đó em gái tôi ly hôn với chồng Rồi đưa con nó về Việt Nam Khi tôi bay chuyến bay sớm nhất về tới nơi Thì nó... Nó đã chết cùng với thằng bé rồi Nhật tròn xe mắt hỏi Chết? Làm sao mẹ con cô ấy chết vậy ạ? À? Ông Phong lắc đầu Tôi không biết cảnh sát họ nói rằng kẻ giết hại mẹ con nó là một tên trộm. Hắn đã bỏ chạy ngay sau khi nhẫn tâm xuống tay giết hai em gái và cháu tôi. Nhật liền tiếp tục đặt câu hỏi. Rồi sau đó thế nào à? Cảnh sát có bắt được tên trộm đó không? Ông Phong lắc đầu. Họ không bắt được hắn, nhưng tìm thấy xác của hắn trong một căn nhà nhỏ. Họ nói lúc chết gương mặt và ánh mắt của hắn đang tỏ ra rất sợ hãi. Không biết trước lúc chết, hắn đã thấy gì mà sợ tới mức đó? ông vương thở dài, nhật im lặng không nói tiếp. ông phong thêm, tôi nghĩ tiền trộm đó là do con gái tôi và con nó về báo án. việc cậu nhật đây nói là nhìn thấy mẹ con nó thì tôi tin cậu ấy nói thật. ông vương lúc này không tin cũng phải tin. ông quay sang hỏi nhật, nếu đúng là đêm qua cậu nhìn thấy mẹ con họ thật như lời cậu nói, thì không phải là cậu có thể nhìn được ma hiện hình rồi đó sao? Ông phòng gật cụ đáp. Có thể đúng là như vậy đó. Nhật liền hỏi. Nếu như năm đó tên trộm đó đã chết, vậy thì tại sao linh hồn của mẹ con họ không đi đầu thai mà còn ở lại đây vậy ạ? À? Chuyện này có ẩn khúc gì bên trong mà cảnh sát họ chưa phát hiện ra hay không ạ? À? Ông phòng nói. Ngày đó tôi cũng từng nghĩ rằng tên trộm chết rồi thì hồn em gái tôi sẽ được siêu thoát. Nhưng không như tôi nghĩ nó vẫn còn vương vấn nơi này còn lý do vì sao hai mẹ con nó chưa chịu siêu thoát thì tôi không nghĩ ra ông phong và ông vương ở lại nói chuyện thêm với nhật hơn một giờ đồng hồ rồi rời khỏi bệnh viện nhật thật không ngờ hai mẹ con hiện ra trước mắt anh đêm qua lại chính là em gái của ông phong cánh tay đắc lực của bà hạnh trước đây giờ anh mới thầm hiểu ra rằng để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái chết của em gái ông phong đã phải hạ thấp bản thân để xin vào làm việc dưới sự quản lý của bà Hạnh. Đến cuối ngày, khi Nhật quay trở về căn biệt thự, mọi thứ đều bình thường trở lại. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, vì lúc này cửa sổ hoàn toàn đã được đóng kín. Nhật không thấy Nhung ở đây cũng đoán ra có thể, vì sự việc đáng sợ đêm qua mà cô gái ấy đã bỏ đi, không còn dám ở lại nơi này. Mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, Nhật nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng ngỡ là anh sẽ có được một giấc ngủ ngon. Nào ngờ, anh đang từng bước đi vào một chiều không gian khác. Hay nói đúng hơn, anh đi vào cõi âm. Một lần nữa, anh gặp lại hai mẹ con họ. Chính là em gái và cháu của ông Phong. Hai người đã hiện về với anh đêm qua. Mình đang nằm mơ đúng không? Nhật đứng trên tầng 2 và anh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Giọng nói của người phụ nữ khẽ vang lên Cậu không nằm mơ Là tôi đã đưa linh hồn của cậu tới nơi này Một không gian khác Cậu có thể hiểu nơi cậu đang đứng Chính là âm giới Nhật đi tới đứng trước mặt người phụ nữ kia Và con trai của cô ta Cô là em gái của ông Phong Phải Năm đó cô và con trai bị giết hại bởi một tên cướp Nhưng không phải là hắn đã chết rồi đó sao Tại sao cô và con trai không sớm đầu thai đi Nguyên nhân vì sao mà còn vướng Nơi trần gian chưa có chịu đi Tôi còn tâm nguyện chưa thực hiện được Nên tôi chưa thể đi Tâm nguyện sao Cô có tâm nguyện gì có thể nói cho tôi biết Tôi sẽ giúp cô thực hiện Người phụ nữ nghe thấy Nhật nói muốn giúp thì mừng rỡ Cô đứng dậy nói Nếu cậu có thể giúp tôi và con trai hoàn thành tâm nguyện Tôi và thằng bé sẽ rời khỏi nơi này. Nhật gật đầu ngay. Cô mau nói đi, nhất định tôi sẽ không từ chối. Người phụ nữ rơi lệ, cô vừa khóc vừa nói với Nhật. Khi trở về Việt Nam tôi đã mua căn biệt thự này. Lúc tôi và con trai bị sát hại, bố thằng bé ở nước ngoài không hề hay biết gì cả. Cậu có thể đưa anh ta tới trước mộ hai mẹ con tôi thắp một nén nhang, nói lời từ biệt lần cuối được không? tất nhiên là được rồi cảm ơn cậu cậu là người tốt khoan đã còn chuyện này tôi muốn hỏi cậu hỏi đi có phải bà đã hại chết bà hạnh không người phụ nữ đứng dậy nắm tay con trai trả lời câu hỏi của nhật tôi không làm hại bà ta cậu cũng đừng tìm hiểu rõ về cái chết của bà ta nữa không ai giết hại bà ấy cả chỉ là bà ta làm việc ác dày dứt lương tâm nên chọn cái chết để chuộc lỗi thôi nhật gấp gáp hỏi vì sao vậy bà ấy đã làm gì bà ta làm nhiều tội ác cậu không cần phải biết vì đó đâu phải là việc của cậu cậu đừng quan tâm quá nhiều tới những việc không liên quan đến mình như vậy đi cậu chỉ cần biết bà ta làm việc ác và lấy cái chết để đền tội là đủ rồi bà ấy từng cảnh báo người bạn của tôi nói cô ấy đừng có vào trong phòng của cô và con trai Rốt cuộc cô có liên quan gì tới cái chết của bà Hạnh không vậy? Là bà ta hận tôi Hận thằng bé nên mới nói như vậy thôi Chính tôi đã cho bà ta nhận ra được tội ác của chính mình Nên bà ta mới hận hai mẹ con tôi như thế Cậu hãy nói với ông Vương Sau khi bán căn biệt thự hãy dùng số tiền bán được vào việc thiện Để có thể giúp cho bà ta tích được một ít công đức Sớm ngày được siêu thoát Nhật bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Nói là mơ, nhưng anh hiểu rõ ràng là những gì mới vừa diễn ra, không phải là mơ mà là thật. Ngày sáng ngày hôm sau, Nhật gọi điện cho ông Phong kể lại những gì xảy ra khi anh gặp em gái và cháu trai ông ta. Anh hỏi số điện thoại của người chồng từ ông Phong và biết tên của ông ta là Thái, tên của em gái ông Phong là Thủy, con trai tên Hân. Nhật thông báo về sự việc diễn ra với vợ và con trai cho ông Thái nghe anh còn nói rõ tâm nguyện của bà thủy lúc cuối đời trong thái biết và được ông nhận lời thực hiện quả nhiên sau khi ông thái đến thăm viếng mộ vợ con từ đó về sau hiện tượng tâm linh không còn xảy ra thêm một lần nào bên trong căn biệt thự nữa nhật vẫn chưa hiểu được bà hạnh đã làm ra tội ác thế nào mà phải đánh đổi quá nhiều như vậy nhưng giờ đây nhật có một ý nghĩ rằng bà hạnh cho đến cuối đời đã phải trả giá cho tội ác bản thân gây ra bằng chính mạng sống của mình đúng như lời bà thủy nói trong giấc mơ lần trước căn biệt thự sau khi vào tay nhật thì được tu sửa lại giờ đây như được khoác lên mình chiếc áo mới lời đồn về ma hiển hình cũng dần dần rơi vào quên lãng trong tâm trí của những người dân sống xung quanh lâu dần họ cũng không còn nhớ tới nữa quý vị thân mến chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả hoàng kiên Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. À, và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Thuận thật nhiều trên kênh Người Dân Đường Quay Âm và cả kênh Chuyện, chuyện Nhà Ma nữa quý vị nhé. Nhớ là à, quý vị nào chưa đón nghe chuyện trên kênh Nhà Ma có thể ghé qua kênh Nhà Ma để chúng ta cùng đón nghe. Trên đó rất là nhiều những câu chuyện hay mà Thuận và ekip của mình đã dồn rất là nhiều tâm sức, thời gian cũng như tiền bạc để đầu tư ra kênh Nhà Ma và thời gian gần đây thì kênh nhà ma cũng đang dần phát triển, có nhiều người đã biết đến hơn và có rất là nhiều những lời khen có cánh dành cho những câu chuyện trên kênh nhà ma và thuận nghĩ rằng có lẽ thuận và ekip của mình đang đi rất là đúng hướng và hy vọng rằng uh, bây giờ chỉ còn chờ đợi một điều nữa đó là youtube đã đề xuất thật là nhiều thì lúc đó sẽ có nhiều người tiếp cận được với kênh nhà ma hơn và để uh, youtube có thể đề xuất được thì quý vị sẽ uh, giúp thuận đóng góp một phần công sức nhé hãy vào kênh nhà ma sau đó xem nhớ like và bình luận thật là nhiều và quý vị càng bình luận thì video càng được đề xuất nhiều hơn à, bởi vì cái lượng tương tác cái lượng đề xuất nó sẽ tương xứng với cái, cái lượng mà quý vị tương tác trên kênh thế nên là, là hy vọng quý vị nào yêu mến và muốn ủng hộ cho thuận thì hãy qua cả kênh nhà ma và bình luận thật nhiều và bình luận cả ở kênh người dẫn đường quay âm nữa thì cái lượt tương tác của quý vị khán giả mà chưa biết tới kênh sẽ ngày càng nhiều hơn cảm ơn quý vị rất là nhiều ha còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những buổi tối ở hôm sau với những câu chuyện khác nhé